Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Sát thủ xuyên không, tiểu thư yếu đuối là quân nhân. Ở tập trước ta đang nghe đến đoạn, nhóm người lớp 6 đội dự bị học cùng Bùi Khánh Vi nghi ngờ Khánh Vi giả vờ bị bệnh. Họ đã tìm đến bác sĩ Tôn, người đã từng khám cho cô và phát được bí mật, trong khi bác sĩ Tôn thôi miên Khánh Vi còn bị cô thôi miên ngược lại. Nên họ càng nghi ngờ Khánh Vi đã không nói thật, họ đang nghĩ cách làm sao để cô nói thật thì lúc này Uông Tuấn Dũng nói là có cách. Tiếp theo thì như thế nào nữa? Chúng ta cùng nghe tiếp chuyện nào. Tập 23. Uông Tuấn Dũng nhìn thấy ánh mắt của bọn họ thì ngẩn người, sau đó nói tiếp, nhưng biện pháp này quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức nào? Lê Phương Ly phản ứng lại đầu tiên. Uông Tuấn Dũng cau mày, trầm ngâm một lúc nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Tôi cảm thấy mấy nữ binh các cô nên đi tâm sự cùng với Bùi Khánh Vi, để xem có thể moi ra được gì không đã. Thi Ngọc Anh hơi mất kiên nhẫn đối với kiểu lề mà lề mề này của Uông Tuấn Dũng. Nếu chúng ta có thể moi được gì từ Bùi Khánh Vi, vậy anh cảm thấy cô ấy vẫn còn là Bùi Khánh Vi à? Anh có biện pháp gì cứ nói thẳng, đừng ấp a ấp úng như thế. Được rồi, nhưng tôi nói trước, kế hoạch này rất nguy hiểm, đặc biệt là lúc làm nhiệm vụ, có thể chúng ta sẽ bị đuổi khỏi đội dự bị. Đuổi khỏi đội dự bị? Chơi lớn như vậy sao? Bọn họ giật mình sửng sốt một lúc. Lê Phương Ly là người có sắc mặt biến hóa lớn nhất trong số họ. Lúc trước cô đã vì vấn đề của Bùi Khánh Vi mà phải vào cục cảnh sát. Điều đó dẫn đến việc sau này cô đã phải rất vất vả mới vào được đội dự bị. Nếu giờ lại vì chuyện của Bùi Khánh Vi mà bị đuổi. Lê Phương Ly yên lặng một lúc, nhưng trong đầu lại tự nhiên nhớ lại những hình ảnh trên hòn đảo đó. Từng hình ảnh cứ hiện lên trước mắt khiến lông mày cô cau chặt lại. Lê Phương Ly bỗng đứng bật dậy khiến mấy người Châu Chấn Đông bị dọa giật cả mình. Cô không thèm nhìn bọn họ, quay đầu đi ra ngoài và chỉ ném ra một câu. Tôi đi nói chuyện với cậu ấy. Uông Tuấn Dũng vội vàng nói với theo. Nhớ đấy, lúc nói chuyện với Bùi Khánh Vi, đừng để bản thân bị cô ấy điều khiển cảm xúc. Lê Phương Ly yên lặng gật đầu, sau đó rời đi. Cô không muốn dùng giấc mộng của mình làm tiền đặt cược, nhưng cũng không muốn từ bỏ như vậy, cho nên chỉ có thể cố gắng đọ sức bằng lời nói với Bùi Khánh Vi. Lê Phương Ly nhanh chóng nảy ra suy nghĩ uống bia để tạo bầu không khí nói chuyện với Bùi Khánh Vi, vì vậy cô chạy tới cửa sau của nhà bếp. Nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa. Không còn cách nào khác, Lê Phương Ly đành trèo cửa sổ vào trong. Sau khi kiếm được một lon bia, cô trèo ra ngoài rồi chạy ngay đến ký túc xá của Bùi Khánh Vi. Khi Bùi Khánh Vi nhìn thấy Lê Phương Ly lạnh lùng đứng trước cửa ký túc xá, cô không nhịn được mà nhướng mày hỏi, cậu đến đây làm gì? Lê Phương Ly không trả lời mà móc lon bia trong ngực ra và hỏi, uống bia không? Trong lúc tác chiến mà uống bia rượu, cậu không sợ nếu An Chính Đức biết sẽ đá cậu ra khỏi đội dự bị à? Bùi Khánh Vi khẽ cười và dựa vào khung cửa nhìn Lê Phương Ly, học viên ưu tú của chúng ta càng lúc càng to gan đấy. Thấy sương mù bay lượn ở đây nên tôi bỗng nhớ đến lúc trên hải đảo. Bùi Khánh Vi chỉ mỉm cười, hỏi, cậu muốn dùng chuyện cũ để tác động tôi à? Cậu dễ bị tác động thế à? Bùi Khánh Vi nhún vai, cậu thấy thế nào? Tôi có thể vào trong không? Lê Phương Ly chỉ vào gian phòng của Bùi Khánh Vi. Bùi Khánh Vi suy nghĩ rồi nghiêng người ra hiệu cô ấy tiến vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Tôi phải nói trước, chán tôi đang bị thương nên không thể uống bia, điều này là cậu dạy tôi đấy nhé. Lê Phương Ly khẽ nhếch miệng cười, cậu nhớ kỹ nhỉ. Bùi Khánh Vi nhàn nhã ngồi đối diện với Lê Phương Ly, biết làm thế nào, tại đầu óc tôi quá thông minh. Ừ, tôi đồng ý với điều này. Lê Phương Ly như vô tình lại như cố tính đồng ý với điều này khiến Bùi Khánh Vi hơi dừng lại. Cô dựa vào ghế, dùng một tay đỡ đầu rồi nói thẳng, nếu chỉ đơn giản là uống bia thì tôi hoan nghênh, nhưng nếu là chuyện khác thì miễn bàn. Lê Phương Ly mở lon bia uống một ngụm rồi nói tiếp, chỉ cần lý do cậu không thể cầm súng không phải do tôi, cậu có trở lại hay không với tôi không quan trọng. Giống như cậu đã nói, tôi không hề nợ gì cậu. Ái chà, lấy lui làm tiến, chiêu này cao đấy. Chậc chậc chậc, mới mấy tháng không gặp mà khả năng mồm mép đã khá hơn nhiều. Bùi Khánh Vi thản nhiên chế giễu, từ lúc nào mà cậu cũng sợ nợ ân tình thế? Không phải từ trước đến giờ cậu luôn coi đồng đội lớn hơn trời sao? Lê Phương Ly không nhịn được hỏi ngược lại, vậy cậu là đồng đội sao? Ha ha, nhanh như vậy mà đã không giữ được bình tĩnh. Bùi Khánh Vi cười thầm trong lòng. Cô chỉ cố ý cho Lê Phương Ly một mồi nhử, vậy mà cô ấy cắn câu. Bùi Khánh Vi cười lắc đầu, không phải. Lê Phương Ly khẽ giật mình, không phải. Bùi Khánh Vi nói không phải. Vậy những ngày bọn họ và cậu cùng trải qua nguy hiểm trên hòn đảo đó, chẳng nhẽ chỉ là một giấc mộng thôi à? Giọng nói của Lê Phương Ly hơi trầm xuống, còn kèm theo một ít hơi lạnh. Dường như Bùi Khánh Vi không hề nhìn thấy Lê Phương Ly đang thay đổi, cô gật đầu, đúng vậy, đó là một cơn ác mộng.
ác mộng. Bàn tay Lê Phương Ly đang cầm lon bia dần siết chặt lại, mặt cô lạnh dần đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Suýt nữa phải chết rồi, không phải ác mộng thì là mộng đẹp chắc. Bùi Khánh Vi không biết mình chạm phải vảy ngược nào của Lê Phương Ly mà khiến cô ấy tức giận như vậy. Nhưng đúng là cô không hề nói sai, đó thực sự là một cơn ác mộng. Nếu không có đám địa lôi đó, chắc mấy người bọn họ đã bị đám cướp biển chặt hết chân tay ném cho cá mập ăn rồi. Lon bia trong tay Lê Phương Ly đã hơi biến dạng, nhưng cô vẫn trầm giọng tiếp tục hỏi, chiến dịch trên hòn đảo là một cơn ác mộng, vậy mấy người Châu Chấn Đông thì sao, bọn họ là cái gì? Là cái gì? Bạn bè? Không phải, cô không có bạn. Đồng đội? Không phải, từ trước đến giờ cô không tin vào thứ này. Người lạ? Cũng không phải, cô biết tên bọn họ. Bùi Khánh Vi nghĩ một lúc lâu rồi cho một đáp án chính xác nhất, người lạ có biết tên. Đáp án này của Bùi Khánh Vi lại làm cho ánh mắt Lê Phương Ly trở nên lạnh lẽo, cô bóp méo cả lon bia trong tay. Người lạ, nhưng chính đám người được gọi là người lạ đó đã cùng sống cùng chết với cậu trên hòn đảo đấy. Lê Phương Ly lạnh lùng nhắc nhở với sắc mặt âm trầm. Chỉ là do mọi người cùng muốn sống sót nên đều có chung một mục tiêu mà thôi. Bùi Khánh Vi hơi khinh thường với câu cùng sống cùng chết. Lần này, Lê Phương Ly thực sự bị chọc tức. Lê Phương Ly nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào đôi mắt của Bùi Khánh Vi, giống như muốn nhìn xuyên thấu cô. Không được để Bùi Khánh Vi điều khiển cảm xúc. Câu nói của Uông Tuấn Dũng lóe lên khiến Lê Phương Ly giật mình. Hóa ra Bùi Khánh Vi cố ý, cô ấy đang ép mình tức giận bỏ đi. Cạch. Lê Phương Ly để lon bia lên bàn, cô dùng lực vừa phải, nhưng ở trong căn phòng yên tĩnh này nghe lại có vẻ đột ngột. Đuôi lông mày của Bùi Khánh Vi hơi nhếch lên, nụ cười bên miệng cô càng lộ rõ hơn. Thú vị, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm, tại sao lại đột nhiên nhịn xuống? Một lúc lâu sau, hơi lạnh trong mắt Lê Phương Ly mới từ từ tan biến, cô lên tiếng, người khác đều bảo tôi lạnh lùng, nhưng nói đúng ra cậu còn lạnh lùng hơn tôi, cũng tuyệt tình hơn tôi. Có thể được cậu khích lệ, đúng là vinh hạnh của tôi. Bùi Khánh Vi cười, không hề có cảm giác thất vọng khi kế hoạch thất bại. Ván đầu tiên, hòa nhau, bây giờ bắt đầu ván thứ hai. Sau khi Lê Phương Ly hơi bình tĩnh lại, cô tiếp tục nói, nếu cậu đã không thích quân đội, vậy tại sao lúc trước lại vào quân đội? Vậy còn cậu thì sao? Dường như quan hệ giữa cậu và Điền Tú Anh cũng chẳng phải là tình đồng đội hay bạn bè. Vậy tại sao khi cô ta chết rồi, cậu vẫn muốn tìm hiểu cho đến cùng? Lê Phương Ly sững sờ, không hiểu tại sao Bùi Khánh Vi lại bất ngờ nhắc đến Điền Tú Anh vào lúc này. Nhưng cô vẫn trả lời, bởi vì tôi không thể để một người vô tội phải chết oan. Ngoài điều này ra thì sao? Tôi thấy lúc còn là tân binh, tình cảm của cậu và cô ta không hề tốt đẹp. Nhưng cô ta lại có thể ỷ vào danh tiếng của cậu rồi muốn làm gì thì làm. Lê Phương Ly trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói, cậu ấy đã cứu tôi. Bùi Khánh Vi nghe xong là hiểu ngay. Hóa ra là ơn cứu mạng, chẳng trách. Nhưng mà, ngón trỏ của Bùi Khánh Vi vô thức gõ liên tiếp trên mặt bàn, cậu có chắc không phải cô ta sắp đặt để hại cậu rồi sau đó lại cứu cậu? Lời nói này khiến Lê Phương Ly đang đắm chìm trong suy nghĩ phải giật mình ngẩng đầu lên, trong mắt cô tràn đầy sự ngạc nhiên và khó tin. Sắp đặt? Sao có thể như thế được? Lê Phương Ly vô thức lắc đầu. Bùi Khánh Vi thấy cô ấy kháng cự bèn nói tiếp, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, chẳng qua tôi cảm thấy năng lực cậu cao hơn cô ta rất nhiều, vậy mà cô ta lại cứu cậu. Ha ha, tiếng cười ngắn ngủi ở cuối câu đầy vẻ chế giễu, trong mắt Lê Phương Ly co lại. Mặc dù Lê Phương Ly không muốn tin, nhưng trong lòng lại hơi cảm thấy Bùi Khánh Vi nói đúng. Cậu ấy đã chết rồi, tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa. Lê Phương Ly cố nén suy nghĩ hỗn loạn trong đầu rồi nói với vẻ bình thản. Bùi Khánh Vi buồn chán nhún vai, chỉ cần cậu không ngại việc bị người khác tính kế thì tôi cũng không có vấn đề gì. Bùi Khánh Vi vừa nói những lời này, không thể nghi ngờ gì là lại càng tăng thêm bóng ma trong lòng Lê Phương Ly, khiến Lê Phương Ly không thể tập trung tinh thần để hỏi chuyện của cô. Bùi Khánh Vi mỉm cười nhìn cặp lông mày đang nhăn tít của Lê Phương Ly. Ván thứ hai, cô thắng. Nói thật nhé, tại sao bọn họ lại chọn Lê Phương Ly đến làm thuyết khách? Đúng là quá thất sách rồi đấy. Về mặt quân sự Lê Phương Ly là học viên ưu tú, nhưng mồm mép thì không được, cô ấy không có năng khiếu này. Phải để Kiều Duy Nhất hoặc Uông Tuấn Dũng đến mới đúng. Được rồi, muộn lắm rồi đấy, cậu cũng đã uống khá nhiều rồi, nhanh về ngủ đi. Bùi Khánh Vi đứng dậy muốn mở cửa cho Lê Phương Ly. Đi được nửa đường, cô bị Lê Phương Ly giữ chặt tay lại. Bùi Khánh Vi nhíu mày, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên, tôi biết mình không lừa được cậu. À, đúng là rất hiểu bản thân đấy. Bùi Khánh Vi mỉm cười. Nhưng cậu định tự lừa gạt bản thân cả một đời sao? Lê Phương Ly từ từ đứng dậy, cô
Cô rút một khẩu súng màu đen từ bên hông ra rồi đặt ở trước mặt. Nụ cười trên mặt Bùi Khánh Vi hơi cứng lại, sau đó hoàn toàn biến mất. Cô lạnh lùng nhìn Lê Phương Ly và nói, cậu đi đi. Lần này cô nói như ra lệnh để đuổi khách. Tôi không tin cậu sợ cầm súng, ngay cả chết còn không sợ thì sao có thể sợ cầm khẩu súng chứ? Lê Phương Ly trầm giọng khẳng định, cậu không phải là tôi, làm sao có thể biết tôi không sợ? Sắc mặt Bùi Khánh Vi được phủ một lớp sương lạnh, cô hất tay Lê Phương Ly ra. Cậu sợ, cậu giết nhiều người như thế, vậy mà bây giờ nói với tôi là cậu sợ, đúng là chuyện hài. Bùi Khánh Vi, cậu trời sinh đã có số mệnh cầm súng trên chiến trường, cậu không trốn được đâu, không thể trốn, không thể. Mấy chữ đó như đâm trúng điểm yếu của Bùi Khánh Vi, sắc mặt của cô thay đổi, trong đáy mắt dần dâng hơi lạnh, bàn tay nắm chặt thành quyền như đang kiềm chế thứ gì đó. Xin mời đi cho, cô cắn răng nói từng chữ một. Sắc mặt Lê Phương Ly cũng vô cùng lạnh lùng. Thời gian chậm chậm trôi qua, hai bên giằng co một phút, sau đó Lê Phương Ly mới rời đi. Bùi Khánh Vi cứ như kiệt sức ngồi tại chỗ, sắc mặt căng thẳng, như thể một giây sau sẽ mất khống chế. Chẳng lẽ đây thực sự là số mệnh của cô? Không, không phải, chắc chắn không phải. Không biết đã qua bao lâu, sắc mặt khác lạ đó mới từ từ biến mất rồi trở lại bình thường. Cùng lúc đó, Lê Phương Ly cũng vác một khuôn mặt lạnh băng đi về ký túc xá. Mấy người Châu Chấn Đông đã đợi rất lâu ở bên đường, vừa nhìn thấy Lê Phương Ly đã vội vàng chạy đến, hỏi với thái độ đầy mong đợi, thế nào, rốt cuộc thì chuyện của Bùi Khánh Vi là thật hay giả? Lê Phương Ly không trả lời mà nhìn về phía Uông Tuấn Dũng rồi lạnh lùng nói, Uông Tuấn Dũng, tiến hành kế hoạch của anh đi. Đàm phán không thành công, Uông Tuấn Dũng nhíu mày. Mặt Lê Phương Ly không cảm xúc, cô trầm giọng nói, tôi nhất định bắt cậu ấy phải cầm súng. Uông Tuấn Dũng nhìn dáng vẻ tức giận đến mất lý trí của Lê Phương Ly thì nhắc nhở, nhưng kế hoạch này rất nguy hiểm, một khi bị phát hiện rất có thể sẽ bị đuổi khỏi quân đội. Cô nhất định phải đặt cược tương lai của mình. Ừ, Lê Phương Ly gật đầu khẳng định. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Lê Phương Ly không có lý trí thế này. Đêm khuya, căn cứ hoàn toàn yên tĩnh. Đợt gió lạnh cuối cùng của mùa xuân thổi qua, bầu trời đen kịt không hề có một tia sáng, giống như những sợi tơ bằng nhung che lấp hết khoảng trời ở nơi này. Bên trong tòa nhà quan trọng nhất của căn cứ vẫn còn le lói vài điểm sáng. Không hiểu sao không thấy mấy đội viên cảnh vệ canh giữ ở mấy nơi quan trọng đâu. Dưới bóng đêm, một người xuất hiện nhanh như một bóng ma, lặng yên không một tiếng động. Rắc, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Bùi Khánh Vi đang nằm trên giường lập tức mở mắt, trông cô tỉnh táo như chưa hề ngủ. Có người, chẳng nhẽ kẻ địch đột kích. Bùi Khánh Vi lập tức cảnh giác nhìn về phía cổng. Cánh cửa đang từ từ bị đẩy ra, động tác đó vô cùng chậm chạp, âm thanh khẽ đến mức gần như không nghe thấy được. Bùi Khánh Vi cảm thấy chắc không phải kẻ địch. Có loại kẻ địch nào sẽ chui vào căn phòng nhỏ vắng vẻ này? Nếu không là kẻ địch, vậy sẽ là ai? Bùi Khánh Vi lẳng lặng nằm ở trên giường, trong lòng âm thầm cười lạnh. Bất kể là ai, dám cậy cửa của cô chính là tìm cái chết. Sau một phút dài răng rặc, người đó đã thành công lách vào phòng cô. Người kia không hề thả lỏng khi vào được bên trong mà rất cẩn thận đi đến bên cạnh cô. Sột soạt, vài tiếng ma sát rất nhỏ của quần áo vang lên. Sau đó cô nghe thấy hai tiếng rắc rắc. Lòng Bùi Khánh Vi run lên. Đó là tiếng động khi kéo chốt bảo hiểm của súng. Có người muốn giết cô. Trong nháy mắt khi nhận ra điều này, Bùi Khánh Vi mở choàng mắt, đồng thời nhảy lên. Cặp mắt đen lúc này chứa đầy sát khí, toàn thân ngập khí thế nhưng khóe miệng lại từ từ hiện lên một nụ cười. Muốn giết tao à, mày đúng là rất dũng cảm đấy. Một giây sau, Bùi Khánh Vi dùng tốc độ như ma quỷ nhào đến. Người kia sững sờ, sau đó vội vàng lùi về phía sau. Từ trước đến giờ Bùi Khánh Vi vốn không bao giờ nương tay đối với những người muốn giết mình. Động tác của cô rất hiểm độc, cũng cực kỳ nhanh, toàn là những chiêu thức giết người chứ không hề nhẹ nhàng giống như lúc đánh nhau trong quân đội. Nhưng người đó cũng không hề kém cạnh, mỗi một quyền đều rất lợi hại. Hai người đánh nhau khó phân thắng bại trong không gian nhỏ hẹp. Người kia dường như cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh, sau khi đánh xong một hiệp nữa, người đó giơ tay muốn bắn Bùi Khánh Vi. Con người Bùi Khánh Vi hơi co lại, hai tay chống vào bàn và mép giường, cô ngửa người rất nhanh rồi thuận thế đá tung khẩu súng trong tay người kia. Sau đó cô lăn một vòng, gọn gàng cầm được khẩu súng đó trong tay. Người kia thấy tình huống không ổn, vội quay người nhảy qua cửa sổ nhưng bị Bùi Khánh Vi nhanh tay nhanh chân túm được cổ áo rồi dùng sức kéo lại. Bùi Khánh Vi lật tay khống chế người đó, một tay khác giơ súng chĩa vào đầu. Dám vào phòng tao đánh lén, tao muốn biết mặt mũi mày trông thế nào.
Bùi Khánh Vi cười lạnh rồi dùng súng đẩy chiếc mũ của người kia, khuôn mặt của Lê Phương Ly bất ngờ lộ ra. Bùi Khánh Vi sững sờ, cậu muốn giết tôi? Lê Phương Ly lạnh lùng nói, không phải cậu nói mình không thể cầm súng sao? Mắt Lê Phương Ly vẫn dừng bên bàn tay cầm súng của Bùi Khánh Vi. Bùi Khánh Vi thực sự chịu thua dưới sự kiên trì ấy, cậu có biết nếu như vừa rồi tôi bóp cò, cậu sẽ chết không? Cậu không dám, vì cậu sợ mà. Lê Phương Ly tránh thoát khỏi bàn tay Bùi Khánh Vi, sau đó đứng thẳng dậy. Bùi Khánh Vi híp mắt rất nguy hiểm. Cậu đang khiêu khích tôi. Lê Phương Ly cầm khẩu súng trong tay Bùi Khánh Vi, tôi không khiêu khích, tôi nói sự thật. Đúng vào lúc này có một tiếng súng vang lên, làm cả căn cứ đang yên tĩnh bỗng trở nên náo động. Tiếng còi báo động liên tục vang lên. Mẹ nó, tại sao lại có tiếng súng? Châu Trấn Đông đang trò chuyện rất hứng khởi với hai binh sĩ đứng gác quân khu 2, sau khi nghe thấy tiếng súng thì giật mình chửi tục một câu, sau đó chạy về phía ký túc xá của Bùi Khánh Vi. Chuyện gì xảy ra thế? Tiếng súng ở đâu vậy? Mấy binh sĩ đứng gác lập tức tăng cường cảnh giác, họ chạy theo Châu Trấn Đông. Những người còn lại bao gồm cả mấy người Phan Thanh Nga và An Chính Đức đều vội vã từ nhiều hướng khác nhau mà chạy về ký túc xá của Bùi Khánh Vi. An Chính Đức gạt đám người đó ra, anh ta thấy mấy người Châu Trấn Đông đang đứng ở trung tâm và muốn chạy lên trên. Tại sao mấy đứa lại ở đây? An Chính Đức nhíu mày hỏi. Cứu người! Châu Trấn Đông lo lắng thúc giục anh ta. Đột nhiên trên tầng lại phát ra tiếng động rất lớn. Tiếng động đó khiến mọi người ở dưới phải duỗi cổ lên nhìn. Lần này An Chính Đức cũng bất chấp mọi thứ, anh ta đẩy mấy người xung quanh ra rồi sải bước lên tầng. Đám Châu Trấn Đông thấy An Chính Đức chạy lên thì cũng đi theo. Chỉ cần một cước, An Chính Đức đã đạp tung cửa. Cảnh tượng trước mặt dọa anh ta phải kêu lên một tiếng. Trong phòng bừa bộn như vừa có bão quét qua, không những vô cùng lộn xộn mà Lê Phương Ly còn đang cầm súng chĩa vào Bùi Khánh Vi. Bùi Khánh Vi thì có vẻ mặt sợ hãi đứng ở phía đối diện. Các người đang làm gì thế? Châu Trấn Đông đứng phía sau không nhịn được chửi tục. Mẹ kiếp, sao thế Lê Phương Ly, chẳng phải đã bảo chỉ cầm súng giống dọa cô ấy thôi sao? Dọa, cầm súng dọa cô ấy. An Chính Đức trợn mắt như sắp nứt ra, sau đó anh ta tức giận hô, mấy cô cậu theo tôi đến phòng làm việc. Bùi Khánh Vi cùng với đám người lớp 6, kèm theo cả Uông Tuấn Dũng và Phạm Trung Kiên ở lớp 1, cũng bị gọi lên trước mắt bao nhiêu người. Trong văn phòng, An Chính Đức đập tay mạnh đến rung cả bàn. Các cô cậu giỏi nhỉ? Đêm hôm khuya khoát không ngủ được nên nghịch súng đúng không? Cả đám người đứng xếp thành một hàng, ai nấy đều im lặng không nói gì. Mấy người còn có kỷ luật không? Dám tự mình đi đánh lén, còn nổ súng với đồng đội. Mấy người điên hết rồi à? Bây giờ là lúc nào, sắp phải tác chiến rồi, mấy người nghĩ là đi du lịch hả? Cả đám không dám mạnh miệng nữa mà đứng tại chỗ không nói một lời nào. Nói chuyện đi, cầm hết à? An Chính Đức trợn mắt với bọn họ, sắc mặt anh ta gần như đã biến thành màu đen. Châu Trấn Đông chắp hai tay sau lưng, nói nhỏ, bọn em chỉ muốn kiểm tra thử. Kiểm tra cái gì? Cầm súng để kiểm tra. Nhỡ đâu thực sự có người bị thương, vậy các cô cậu định làm thế nào, dùng mạng đền mạng chắc? Dám nổ súng với đồng đội, chỉ riêng việc này cũng đủ để mấy đứa phải rời khỏi quân đội rồi. An Chính Đức tức giận quát to với bọn họ. Chuyện này là em nghĩ ra, nếu phạt hãy phạt mình em. Uông Tuấn Dũng đứng lên và nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. An Chính Đức tức đến mức máu dồn lên não. Cái tên này là học viên anh ta tâm đắc nhất, không ngờ cũng có ngày làm ra loại chuyện thế này. Không thể nào tưởng tượng, đúng là không thể tưởng tượng được mà. Châu Trấn Đông lập tức không vui, Uông Tuấn Dũng, lúc nào rồi mà còn muốn làm anh hùng? Súng là của em sẽ chịu trách nhiệm chính. Lê Phương Ly cũng bước ra. Châu Trấn Đông nhìn thấy hai người họ tranh nhau nhận trách nhiệm, còn mình giống như không có dáng vẻ dám làm dám chịu. Làm cái gì thế, nếu không có tôi dẫn người đi thì làm gì có chuyện của mấy người? Ồ, cậu có vẻ rất đắc ý nhỉ? Giọng nói thâm trầm của An Chính Đức vang lên. Châu Trấn Đông nhún vai, ý em là nếu như không có em dẫn mấy người canh gác đi thì không có chuyện xảy ra tiếp sau đó, cho nên xét đến cùng thì vẫn là tại em. Thật ra em cũng có phần. Em cũng có. An Chính Đức thấy cả đám bọn họ đều tranh nhau nhận thì càng nổi nóng, làm cái gì thế, cả đám đều tranh cướp giành giật nhau đúng không? Tôi đang trao giải cho các cô các cậu đấy hả? Tranh cái gì? Không ai trốn được đâu. Đừng mà, mấy nữ binh này đều vô tội. Châu Trấn Đông giải thích thay cho mấy người Phan Thanh Nga, các cô ấy không làm gì cả. An Chính Đức trợn mắt nhìn Châu Trấn Đông, là không làm hay chưa kịp làm? Đúng là váng đầu, dám gây chuyện vào đúng lúc này. Nếu là ở đội dự bị thì cũng thôi, nhưng vấn đề là ở đây còn có những đội khác, nếu truyền đi vậy mặt mũi đội dự bị biết để vào đâu? Quản lý không nghiêm,
Trong mắt Không Có Quân Luật, mấy chữ này giống như ngọn núi lớn có thể đè sập đội dự bị. An Chính Đức trầm mặt nhìn bọn họ, sau đó thuận thế nhìn sang Bùi Khánh Vi đang ngồi trên ghế cười với anh ta. Con bé này bụng dạ xấu xa, cũng không phải loại hiền lành gì. Cha, chẳng nhẽ thực sự phải đuổi mấy đứa này ra khỏi đội dự bị? Nói thật lòng, anh ta không nỡ. Mặc dù phần lớn là người của lớp 6, nhưng sau lần huấn luyện chính thức này, An Chính Đức phát hiện ngoài Lê Phương Ly ra thì những người khác cũng rất có tiềm năng. Nếu có thể huấn luyện tốt, dù không vào lớp 1 thì vẫn hoàn toàn có thể vào lớp 2. Trong lúc anh ta đang không biết phải làm thế nào, bỗng một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, đã xảy ra chuyện gì? Cả đám nhìn về phía cửa là Lại Tiến Thành và Bùi Thắng Lợi. An Chính Đức giơ tay chào, tiểu đoàn trưởng, sư đoàn trưởng. Tôi nghe nói có người nổ súng trong doanh trại. Lúc Lại Tiến Thành đối mặt với quân của mình không hề ôn hòa như khi đối xử với Bùi Khánh Vi, lúc nói chuyện còn kèm theo khí thế uy nghiêm. An Chính Đức không tự chủ cúi thấp đầu xuống, khí thế cũng hạ xuống một nửa, vâng. Là ai? Là đám lính này, bọn họ muốn đánh lén Bùi Khánh Vi, tôi đoán bọn họ muốn khảo nghiệm cô ấy. An Chính Đức chỉ vào mấy người Châu Trấn Đông, trong lời nói vẫn có ý giải vây cho bọn họ. Cái gì? Đánh lén? Lại Tiến Thành giật mình, vội nhìn qua Bùi Khánh Vi đang ngồi bên cạnh. Đám danh con đáng chết này dám đánh lén bảo bối trong lòng thằng nhóc kia, nếu thực sự xảy ra chuyện chắc nó phải lột sống ra bọn chúng mất. Có bị thương không? Lại Tiến Thành lo lắng hỏi Bùi Khánh Vi. Không ạ. Bùi Khánh Vi lắc đầu, chỉ là súng bị cướp cò thôi. Sau khi nói xong, cô khẽ liếc Lê Phương Ly đang đứng trong đội ngũ. Phù, may quá không bị thương, lúc này Lại Tiến Thành mới yên tâm. Ông cười to rồi nói với Bùi Thắng Lợi ở bên cạnh, sư đoàn trưởng Bùi, xin lỗi anh nhé. Lần này là do đội dự bị của chúng tôi làm không tốt nên khiến cho Bùi Khánh Vi bị sợ hãi. Nếu là mâu thuẫn trong nội bộ của đội dự bị thì không có vấn đề gì, nhưng hiện giờ Bùi Khánh Vi đã thuộc về quân khu 2, nó sẽ liên quan đến quan hệ giữa hai đơn vị, ông nhất định phải xin lỗi Bùi Thắng Lợi. Bùi Thắng Lợi lại cười to, không sao, bọn họ vốn đi ra từ một đội, lâu rồi không gặp nên giao đấu một chút cũng là bình thường, tôi tin là bọn họ biết điểm dừng. Biết điểm dừng cũng không thể nổ súng với đồng đội, nên phạt vẫn phải phạt. Bùi Thắng Lợi xua tay, coi như dừng ở đây đi, tôi lại cảm thấy bốn chữ thiếu niên anh hùng đã được đội dự bị phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là bên đội chúng tôi thì làm gì có ai dám dùng súng để giao đấu chứ, đúng là tài cao gan lớn. Không sao, không sao hết. Ông ta vừa cười vừa liếc nhìn Bùi Khánh Vi với ánh mắt như thất vọng. Lần này đội dự bị có thể làm ra chuyện này, hiển nhiên là vì không tin chuyện Bùi Khánh Vi không dám cầm súng. Ông ta nghe nói khi Bùi Khánh Vi bị súng chĩa vào người thì đã sợ hãi đến mức không dám cử động, làm ông ta cảm thấy rất mất mặt. Mặc dù sư đoàn trưởng Bùi không để bụng, nhưng lần này đúng là mấy cô cậu đã làm sai. Bùi Khánh Vi, mấy người này giao cho cô xử lý. Lại Tiến Thành nói với Bùi Khánh Vi. Bùi Khánh Vi lắc đầu, không cần đâu, đội dự bị phạm lỗi thì nên giao cho sĩ quan huấn luyện của họ xử phạt, tôi chỉ là một binh lính nho nhỏ chuyên lo việc bếp núc nên không có tư cách này. Vậy cô đứng ở một bên nhìn bọn họ đi, để phòng sĩ quan huấn luyện An nương tay. Nói xong Lại Tiến Thành cũng rời khỏi văn phòng. Bùi Thắng Lợi vội vàng đi theo mà không thèm nhìn Bùi Khánh Vi dù chỉ một lần. Tất nhiên Bùi Khánh Vi cũng phát hiện điều này, cô khẽ nhếch miệng cười nhìn theo bóng lưng ông ta. Lần này mấy người Châu Trấn Đông gây ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ bị trừng phạt, nếu không sẽ không có cách nào trả lời trước nhiều binh lính như vậy. Thế là mấy người họ bị phạt chạy việt dã cực hạn 5 cây số, gập bụng và ngồi xổm. Đừng nghĩ huấn luyện ngồi xổm chỉ là giữ nguyên tư thế nửa ngồi ở một chỗ, thật ra độ trừng phạt của nó so với hai cái trước còn mạnh hơn nhiều. Mỗi người phải ngồi xổm mà không hề có điểm tựa, một chân nâng thẳng lên, chân còn lại phải căng thành một đường thẳng, cơ thể tạo thành hình chữ L, phải giữ như vậy liên tục trong 3 giờ sau đó mới được đổi chân. Bàn chân trước đó đã mất cảm giác giờ được nhúc nhích, sự thoải mái kèm tê dại này khó mà diễn tả được. Bùi Khánh Vi và An Chính Đức ngồi nhìn đám người đó đổi đi đổi lại giữa ba hạng mục. Sau khi buồn bực nhìn bọn họ lặp lại hai vòng, Bùi Khánh Vi thực sự chán không chịu được. Này này, sĩ quan huấn luyện An, tôi rất tin tưởng anh trông họ là được rồi, tôi về đi ngủ đây. Nhưng cô còn chưa kịp đi thì đã bị An Chính Đức bắt quay lại, không được, tiểu đoàn trưởng đã ra lệnh cho cô giám thị việc phạt bọn họ. Nhưng tôi còn phải làm bữa sáng cho ngày mai. Tôi chịu, An Chính Đức ra vẻ nghiêm túc. Bùi Khánh Vi chán nản, tôi nói này, anh đang phạt tôi hay phạt họ vây hà? Tôi là lính, tôi nhất định phải làm theo mệnh lệnh, cô cố nhịn một chút đi. Đối mặt với An Chính Đức không cho phép thương lượng, Bùi Khánh Vi chỉ có thể ngồi ngẩn người tại chỗ đến tận lúc phía chân trời nổi lên một đường màu trắng.
6 giờ, đúng lúc tiếng chuông báo thức vang lên, từng binh sĩ chạy từ ký túc xá xuống dưới. Khi họ nhìn thấy mấy người Châu Trấn Đông ngồi xổm chịu phạt ở đó thì ai nấy đều xì xào bàn tán. Đã phạt một đêm, cũng đủ rồi nhỉ? Bùi Khánh Vi thực sự không có hứng thú bị người khác nhìn như đang ngắm động vật. Tôi biết anh đang cố tình làm tôi khó chịu, giày vò tôi một đêm đã đủ chưa, sĩ quan huấn luyện An? Tôi giày vò cô lúc nào chứ? Rõ ràng là tôi đang trừng phạt đám danh con này. An Chính Đức bình thản nhìn mấy người vẫn đang ngồi xổm trước mặt. Thôi đi, anh nghĩ gì chẳng lẽ tôi không biết, mau để bọn họ đứng dậy đi. Bùi Khánh Vi không kiên nhẫn thúc giục. Nghe thấy không, Bùi Khánh Vi thuộc quân đội quân khu 2 đã khoan dung độ lượng, không so đo nữa, đứng lên đi. An Chính Đức vẫn phải cố châm chọc Bùi Khánh Vi một câu rồi mới cho mọi người nghỉ. Bùi Khánh Vi nghe xong chỉ khẽ cười, lắc đầu định rời đi, nhưng Lê Phương Ly lại khập khiễng đi tới trước mặt cô, lạnh lùng hỏi, thực sự chỉ là cướp cỏ thôi sao? Khẩu súng đó cô đã cầm theo lâu như vậy mà chưa bao giờ xảy ra sự cố, vậy mà Bùi Khánh Vi mới chạm vào một cái mà đạn lại lập tức được bắn ra, hơn nữa còn phát nổ trên tay cô. Thực sự quá trùng hợp. Bùi Khánh Vi không phủ nhận điều này, cô khẽ cười và nói, cậu đánh lén tôi một lần, tôi trả đũa lại một cú, coi như hòa nhau. Lê Phương Ly yên lặng một lúc rồi mới lạnh lùng nói, cậu sẽ hối hận. Hối hận vì tất cả những gì đã làm hôm nay. Thật ra tôi không thể cầm súng thì cậu phải vui mừng mới đúng chứ. Vì tôi không thể dùng súng tức là không có tương lai, vậy thì cậu cũng không cần sợ tôi sẽ gây náo loạn trong nội bộ của đội dự bị nữa. Tại sao cậu lại ép tôi phải cầm súng? Là do tiếc tôi nên mới mất khống chế sao? Sắc mặt Lê Phương Ly hơi thay đổi, trong mắt dường như có cảm xúc nào đó bắt đầu chuyển động muốn cắn nuốt tinh thần cô. Lê Phương Ly cố kiềm chế cảm giác quái lạ trong đầu, sau đó nói với Bùi Khánh Vi bốn chữ, tự mình suy diễn. Sau đó, cô xoay người đi thẳng. Bùi Khánh Vi nhìn dáng vẻ thất thần của Lê Phương Ly thì cười nói với nhóm người phía sau, sau này đừng có tập kích buổi đêm nữa, tôi không đáng để các người đánh cuộc tương lai của mình đâu. Nói rồi cô lập tức đi khỏi sân huấn luyện. Tiểu Vi tử, chị Khánh Vi, Châu Trấn Đông và Phan Thanh Nga vô thức gọi cô. Bùi Khánh Vi dừng bước, để đề phòng đám người đó còn chưa hết hy vọng, cô lại bồi thêm một câu, mỗi người đều có chí hướng riêng. Tôi không thích sự huấn luyện khẩn trương trong đội dự bị, cũng không thích nghe lời sĩ quan huấn luyện, kể cả cho tôi cầm súng một lần nữa thì sao, tôi cũng vẫn sẽ chống đối sĩ quan huấn luyện, vẫn sẽ bị phạt, đến lúc đó chỉ khổ mấy người phải cầu xin cho tôi. Cho nên tốt nhất là bỏ cuộc đi. Giọng nói của cô rất chân thành, lại có căn cứ, làm cho người khác không thể nào phản bác được. Mấy người thông minh như Lê Phương Ly và Uông Tuấn Dũng nghe xong cũng biết Bùi Khánh Vi thực sự quyết tâm rồi. Bùi Khánh Vi có thể cầm súng hay không không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là Bùi Khánh Vi không muốn ở lại đội dự bị. Tôi đi nấu cơm đây. Bùi Khánh Vi thấy lời nói của mình đã có hiệu quả nên quay người rời đi. Cô ấy đã nói đến mức này rồi, mấy người vẫn muốn tiếp tục sao? Mặt Châu Trấn Đông nhăn lại thành một nhúm, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào lưng Bùi Khánh Vi. Nhưng tôi vẫn không nỡ, Bùi Khánh Vi tốt như vậy, giỏi như vậy, thật quá đáng tiếc. Cổ Tần Linh nghẹn ngào nói. Được rồi, nhìn mấy người khóc thút tha thút thít kìa, người ta vẫn còn sống đó chứ đã chết đâu. An Chính Đức vừa nói xong câu không tim không phổi đó, lập tức nhận được một đống ánh mắt phẫn nộ giống như đao của cả đám người khiến anh ta sững sờ, tôi nói gì sai à? Nhưng anh ta nhanh chóng nhớ ra mình là sĩ quan huấn luyện, vậy mà bị một đám danh con vừa phạm sai lầm trừng mắt nhìn, có còn đạo lý không vậy? Này, mấy đứa quay lại cho tôi, ó muốn bị phạt nữa không hả? An Chính Đức vừa đi đằng sau vừa kêu gào. Bùi Khánh Vi vừa vào phòng ăn, cả đám binh sĩ đang bận rộn trong bếp nhìn thấy cô thì vội ném đồ trong tay xuống rồi chạy ra như ong vỡ tổ. Mặc kệ lớp trưởng Quách có ở phòng ăn hay không, cả đám đều tranh nhau chạy đến hỏi thăm cô. Người quan tâm nhất trong số đó là lớp phó Vương. Anh ta nhìn Bùi Khánh Vi một lượt từ trên xuống dưới, sao rồi, không bị thương chứ? Ai cũng nói đạn không có mắt, cô đừng để bị thương mà giấu giếm không nói nhé. Đúng thế Bùi Khánh Vi, nếu cô bị thương thì cứ nói thẳng, đừng sợ đám người bên đội dự bị đó. Bọn họ thật quá ngang ngược, dám nổ súng với cô. Đúng vậy, trông thì tưởng họ đối xử tốt với cô, vậy mà lại âm thầm làm như thế. Đúng là lòng người hiểm ác. Bọn họ không nổ súng với tôi, chỉ là cướp cỏ mà thôi. Bùi Khánh Vi giải thích một câu thay Lê Phương Ly. Cướp cỏ cái gì mà cướp cỏ? Nếu không phải bọn họ chạy đến phòng cô, khẩu súng đó làm sao có thể cướp cỏ được? Lớp phó Vương cau mày, đám người này không chỉ phạt thôi là đủ, nhất định phải xử thật nặng, đuổi ra khỏi đội dự bị mới được. Tôi có làm sao đâu, phạt một chút là được rồi. Bùi Khánh Vi mỉm cười, sau đó nói sang chuyện khác,
tôi đi lau bàn đây, sắp đến bữa sáng rồi, nếu không lau sẽ không kịp. Bùi Khánh Vi sắn tay áo muốn đi đến nhà bếp phía sau, nhưng lại bị lớp phó Vương kéo lại. Chúng tôi đã lau sạch rồi, cô không cần đi, nhưng hôm nay cô với tôi cùng phát bữa sáng. Được, không có vấn đề gì. Sau khi người của lớp cấp dưỡng phân phối công việc xong, đang tất bật chuẩn bị thì bỗng cửa bị đẩy ra, Dương Thành Thực vội vàng đi từ bên ngoài vào. Sắc mặt khẩn trương của anh ta khi nhìn thấy Bùi Khánh Vi thì thả lỏng hơn, cô có bị thương không? Tôi không sao, chỉ là súng cướp cò thôi. Bùi Khánh Vi âm thầm lùi về sau một bước để tránh bàn tay đang muốn đặt lên vai cô. Dương Thành Thực lạnh lùng nói, cướp cò. Cô lừa ai thế, bọn họ rõ ràng muốn nổ súng với cô. Bùi Khánh Vi bình thản giải thích, thực sự chỉ là cướp cò, bọn họ không có lý do gì để giết tôi cả. Dương Thành Thực tức giận nghiến răng, không có lý do. Không có lý do vậy bọn họ chạy đến phòng cô làm gì? Chẳng lẽ để đấu giao hữu? Không ngờ Bùi Khánh Vi lại gật đầu đồng ý, đúng thế, chính là đấu giao hữu. Cô, Dương Thành Thực tức giận đến đau cả phổi. Đêm hôm qua lúc anh ta biết tin chạy đến thì người đã bị dẫn đi, cuối cùng đành nằm trên giường trơ mắt chờ trời sáng. Bây giờ anh ta muốn bênh vực Bùi Khánh Vi, vậy mà lại bị cô giả vờ ngớ ngẩn mà giúp đám người đó bằng cách nhẹ nhàng nói thành đấu giao hữu. Có phải cô sợ bọn họ là người của đội dự bị nên không dám nói thật? Tôi nói cho cô biết, tuyệt đối không cần sợ bọn họ, người của quân khu 2 chúng ta cũng không phải dễ trêu đâu. Vâng vâng vâng, anh không dễ trêu, tôi biết rồi. Bùi Khánh Vi thấy anh ta càng nói càng kích động bèn an ủi vài câu qua loa, tiếp đó cô chỉ vào đồng hồ treo tường ở nhà ăn, không còn sớm nữa, sắp đến giờ cơm rồi, anh tranh thủ về đội đi. Dương Thành Thực bị cô khuyên vài câu đơn giản xong lúc này mới tạm thời bình tĩnh lại một chút, nhưng trước khi đi anh ta vẫn không yên tâm dặn dò vài câu. Vất vả lắm mới tiễn được Dương Thành Thực, kẻ hay suy nghĩ linh tinh như ông già đi, lúc này Bùi Khánh Vi mới bắt đầu làm việc. Đúng 7 giờ, cửa phòng ăn cuối cùng cũng mở ra. Đám binh sĩ vừa mới tập thể dục xong được sắp xếp tiến vào, kể cả đội dự bị. Bùi Khánh Vi đứng trong phòng ăn, cúi đầu đưa cho từng binh sĩ những suất cháo và bánh bao. Hết suất này đến suất khác. Đến tận lúc có một giọng nói không có ý tốt vang lên, binh lính Bùi Khánh Vi chuyên lo việc bếp núc của quân khu 2 đã lâu không gặp. Bùi Khánh Vi ngẩng đầu lên nhìn, là Trương Hoài Nhung thuộc lớp 1 của đội dự bị, cô nhướng mày, đúng là đã lâu không gặp. Từ khi Quách Tiểu Nguyệt bị Bùi Khánh Vi đánh một trận, Trương Hoài Nhung cứ nhìn thấy cô là né tránh, đến mức sau này không thấy mặt cô ta nữa. Không ngờ bây giờ dám đường hoàng chạy đến đây, lại còn bày ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí nữa chứ. Đã lâu không gặp, Bùi Khánh Vi không muốn nói chuyện với cô ta, cô trả lời ngắn gọn một câu rồi lại cúi đầu tiếp tục múc đồ ăn rồi đưa ra ngoài. Sau khi Trương Hoài Nhung cầm lấy, Bùi Khánh Vi mới buông tay. Nhưng không ngờ cô vừa mới thả tay, lập tức có âm thanh loảng xoảng do khay thức ăn rơi vỡ trên mặt đất vang lên. Tiếng động chói tai đó làm phòng ăn trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Trương Hoài Nhung nhìn thấy cháo bắn đầy quần áo của mình thì lập tức nổi nóng, này! Cô làm gì thế? Cô có biết cầm khay cơm không đấy, đổ hết cháo vào người tôi rồi còn gì? Bùi Khánh Vi giật mình, vừa rồi rõ ràng cô ta đã nhận lấy nên cô mới thả tay ra. Bùi Khánh Vi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trong mắt cô ta có một tia khiêu khích, cô hiểu ngay. Rõ ràng là cô ta cố ý. Nói gì đi chứ, cầm à, xin lỗi cũng không biết nói à. Trương Hoài Nhung không chịu buông tha mà ép hỏi. Ánh mắt của những binh lính trong phòng ăn tập trung vào hai người. Bùi Khánh Vi nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng nhưng không nói câu nào. Lớp phó Vương thấy bầu không khí căng thẳng bèn vội vàng đi tới. Thật xin lỗi, để tôi lấy cho cô một phần khác. Sau đó, anh ta thúc giục Bùi Khánh Vi đang đứng bên cạnh, cô mau quét dọn đi. Bùi Khánh Vi không lên tiếng mà cầm chổi đi ra rồi khom người quét dọn sạch sẽ đống bừa bộn trên mặt đất. Trương Hoài Nhung từ trên cao nhìn xuống Bùi Khánh Vi, lạnh lùng chế giễu, đêm qua ngủ không ngon hả? Nhìn đôi mắt thâm quầng như thế kia chắc phải lo sợ cả một đêm nhỉ? Yên tâm, không có viên đạn nào bắn vào cô đâu, cô không đáng lãng phí đạn của đội dự bị. Lớp phó Vương nhanh tay nhanh chân đang muốn bê bữa sáng ra cho cô ta, nghe được mấy lời này thì lập tức khó chịu. Anh ta đặt mạnh chiếc đĩa lên mặt bàn, tức giận nói, cô nói chuyện kiểu gì vậy? Đội dự bị các người nổ súng đã là tối kỵ, còn dám đường hoàng nói ra mấy lời này, mấy người không biết ngượng à? Trương Hoài Nhung đang giật mình vì tiếng đập mạnh của lớp phó Vương, bây giờ lại còn bị anh ta răn dạy, thế là lập tức bất mãn cãi lại, tôi có nói sai đâu, là do cô ta không ngủ được nên mới đổ thức ăn lên quần áo tôi. Cô ta hại khinh thường liếc mắt nhìn Bùi Khánh Vi đang quét rác rồi cười lạnh, nói tiếp, không biết bắn súng đã đành, ngay cả đưa cơm cũng không làm được,
đúng là lãng phí lương thực của quân đội. Chổi quét rác trong tay Bùi Khánh Vi bỗng chậm lại, bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng khiến người ta thấy khó thở. Tất cả những người ở đây đều nhìn chăm chú vào Bùi Khánh Vi, chờ đợi phản ứng của cô. Đến cả mấy người Phan Thanh Nga cũng ngồi ngay ngắn và nhìn Bùi Khánh Vi, hy vọng cô có thể giống như lúc trước đánh một quyền cho Trương Hoài Nhung ngã quay ra đất. Nhưng mà Bùi Khánh Vi không hề có phản ứng gì, cô hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục cầm cây chổi quét sàn. Nếu như không phải vừa rồi cô hơi dừng lại thì có lẽ tất cả mọi người sẽ đều cho rằng Bùi Khánh Vi không hề nghe thấy gì. Trương Hoài Nhung thấy cô không có phản ứng thì càng đắc ý, cô ta hừ lạnh chế giễu, cũng tự biết mình không có bản lĩnh để kiêu ngạo cơ à. Có kinh nghiệm rồi đấy nhỉ? Cô ta thêm dầu vào lửa không khiến Bùi Khánh Vi có phản ứng, nhưng không có nghĩa là người khác không phẫn nộ. Đôi đũa trong tay Dương Thành Thực rơi lạch cạch trên bàn, phát ra tiếng động khá lớn. Này, đừng tưởng cô ở đội dự bị đã là ghê gớm nhé. Đây là quân khu 2 của chúng tôi, cô kiêu ngạo cái gì? Nếu như không phải cô là con gái thì tôi đã đánh cô từ lâu rồi. Đánh tôi? Anh ác, những lời này của Trương Hoài Nhung không quá khoa trương. Cô ta có thể thi vào đội dự bị chứng tỏ bản thân đã cao hơn Dương Thành Thực một bậc. Huống hồ cô ta và lớp 1 của đội dự bị, khoảng cách giữa cô ta và Dương Thành Thực không phải chỉ có một chút thôi đâu. Cô, Dương Thành Thực tức giận đến mức vén tay áo muốn tiến lên. Bùi Khánh Vi thấy Dương Thành Thực thực sự bị cô ta kích động muốn xông lên thì lập tức chắn trước mặt anh ta rồi nói với Trương Hoài Nhung, chỉ là một phần bữa sáng thôi mà, đừng ảnh hưởng đến những binh sĩ xếp hàng phía sau, tôi sẽ cho cô một phần nữa. Trương Hoài Nhung khoanh tay hừ lạnh, tôi cũng chẳng dám nhận, ai mà biết phần cơm tiếp theo có văng lên trán tôi không. Dáng vẻ vênh vang đắc ý của cô ta khiến mọi người nhìn thấy đều phải nghiến răng. Phan Thanh Nga là người đầu tiên không nhịn được, cô ta đứng bật dậy, đi đến trước mặt Trương Hoài Nhung, tức giận mắng, cô mà còn lải nhải nữa, chỉ Khánh Vi không hất cháo vào cô thì tôi cũng sẽ hất. Trương Hoài Nhung nói kháy, chà, đúng là hết sẹo thì quên đau, vừa bị phạt xong đã nhảy ra rồi. Thế nào, bị phạt tập thể có phải rất mất mặt không? Còn chưa tác chiến đã bị phạt, cũng chỉ có lớp 6 mới làm ra được loại chuyện này, mất mặt trước quân khu 2 quá. Phan Thanh Nga tức giận nghiến răng kèn kẹt, đâu chỉ có mỗi lớp 6 của chúng tôi, Uông Tuấn Dũng mà cô thích cũng có mặt trong danh sách bị phạt đó. Trương Hoài Nhung nghe xong càng nổi giận, còn không phải do mấy người làm xấu anh ấy à, lớp chúng tôi chưa bao giờ có người làm trái kỷ luật. Kế hoạch này là do anh ta đề ra, nếu nói là làm xấu thì cũng là anh ta làm xấu chúng tôi chứ. Phan Thanh Nga cười khẩy khiêu khích cô nói láo. Trương Hoài Nhung nghe thấy Phan Thanh Nga nói xấu Uông Tuấn Dũng bèn đẩy Phan Thanh Nga một cái. Phan Thanh Nga tức giận xắn tay áo tiến lên, ái chà, lần trước mới bị đánh đã quên rồi hả, hay là tôi ôn tập lại cho cô nhé. Hai người đang muốn ra tay đánh nhau, bỗng có một tiếng quát cực kỳ uy nghiêm vang lên, tất cả đang làm gì vậy? Lần này mọi người đều dừng lại, cùng nhau nhìn về phía cửa. Lại Tiến Thành cùng Bùi Thắng Lợi đang đứng ở cửa vào, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn trừng trừng vào bọn họ. Trương Hoài Nhung bị dính đầy cháo lên quần áo nói với giọng uất ức, sư đoàn trưởng, Bùi Khánh Vi trong đội của các người đổ hết đồ ăn lên người tôi nói cô ta vài câu mà cô ta không phục, còn bảo mấy người này đánh tôi nữa. Cô đừng có nói láo, chị Khánh Vi muốn đánh cô lúc nào? Phan Thanh Nga bị cô ta đổi trắng thay đen mà tức suýt tắt thở, muốn tiến lên phân trần. Nhưng khí thế của cô lại quá hùng hổ khiến cho hiện trường suýt nữa không khống chế nổi. Náo loạn cái gì? Còn có dáng vẻ của quân nhân không hả? Vì có việc cần làm nên lúc này An Chính Đức mới đi vào nhà ăn, khi nhìn thấy lớp của mình gây náo loạn trước mặt tiểu đoàn trưởng thì quát ầm lên. Trong nháy mắt mọi người đều đứng yên tại chỗ. Sắc mặt Bùi Thắng Lợi tái xanh, trong vẻ mặt bình tĩnh kia hình như đang cố đè nén cơn giận. Bùi Khánh Vi, Bùi Khánh Vi, lại là Bùi Khánh Vi. Đầu tiên là bị dọa sợ khi súng cướp cò, giờ lại đổ cháo lên người người khác. Rốt cuộc thì Bùi Khánh Vi còn muốn ông ta phải mất mặt bao nhiêu lần nữa hả? Ông ta nhìn chằm chằm vào Bùi Khánh Vi, ánh mắt như cột băng chỉ hận không thể trực tiếp đâm chết cô. Bùi Thắng Lợi cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình, lạnh lùng ra lệnh, nếu cô không muốn làm ở lớp cấp dưỡng, vậy đến sau núi canh nhà kho đi. Ngoại trừ Trương Hoài Nhung ra thì những người còn lại đều biến sắc, cái gì? Canh giữ nhà kho phía sau núi. Phía sau núi là một vách núi lạnh lẽo, chẳng có ai đi đến đó cả, nếu để Bùi Khánh Vi tới đó thì không phải là biến tướng của việc trục xuất sao? Lớp Phó Vương là người đầu tiên lên tiếng xin cho Bùi Khánh Vi, sư đoàn trưởng, là do Bùi Khánh Vi cả đêm không ngủ nên mới không cẩn thận làm đổ, cô ấy không cố ý. Phan Thanh Nga cũng giải thích, sư đoàn trưởng, không phải chị Khánh Vi làm sai đâu ạ, vừa rồi chị ấy không hề nói gì cả, toàn là do Trương Hoài Nhung nói linh tinh thôi.
Nếu ngài không tin có thể hỏi những binh lính khác, chỉ Khánh Vi thực sự chưa hề nói câu nào. Dương Thành Thực cũng nói, sư đoàn trưởng, Bùi Khánh Vi vô tội mà. Nhưng Phan Thanh Nga và Dương Thành Thực lại không hiểu là mấy lời nói này có khác gì đánh vào mặt Bùi Thắng Lợi chứ. Con gái của ông ta, nhìn thấy súng là sợ, nhìn thấy binh lính của đội dự bị cũng không dám phản kháng, không hề có một chút dũng cảm nào, mặt ném về tận nhà rồi. Bùi Thắng Lợi sầm mặt ra lệnh với Bùi Khánh Vi, lập tức chấp hành. Tôi thấy đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ, sư đoàn trưởng không nên để ở trong lòng. Hơn nữa bên đội chúng tôi vẫn còn nợ Bùi Khánh Vi một lần, vậy lần này coi như hòa đi. Lại Tiến Thành cũng đứng ra làm người hòa giải. Nhưng Bùi Thắng Lợi thẳng thắn từ chối, không được, một đền một, cô ta đã làm sai thì phải bị phạt, đây là quy định của quân khu 2. Bùi Thắng Lợi luôn nhớ kỹ việc Lại Tiến Thành đá Bùi Khánh Vi trở lại chỗ ông ta. Bây giờ có một cơ hội tốt để làm mất mặt Lại Tiến Thành, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua. Còn không đi nhanh, ông ta vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Bùi Khánh Vi, hy vọng cô có thể vì mình mà cãi lại một câu, dù chỉ một câu cũng được. Nhưng khiến người ta thất vọng là Bùi Khánh Vi vẫn không nói gì. Cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý rồi đáp lại với vẻ mặt bình thản, rõ. Bùi Khánh Vi cởi ngay chiếc tạp dề ra, sau khi bàn giao lại toàn bộ, cô đi khỏi nhà ăn trước ánh mắt bao nhiêu người. Lại Tiến Thành cảm thấy khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cô. Cô gái này không phải loại người mềm yếu như vậy, tại sao chưa hề giải thích một câu mà đã dứt khoát rời đi? Chẳng nhẽ do sợ Bùi Thắng Lợi sao? Mà đám người Châu Trấn Đông ngồi trên bàn cơm nhìn thấy Bùi Khánh Vi bị đuổi đi kiểu này, trong lòng tự nhiên thấy tức giận mà không có chỗ phát tiết, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác nhìn Trương Oải Nhung. Bọn họ chờ Bùi Thắng Lợi và Lại Tiến Thành rời đi xong thì lập tức vây quanh Trương Oải Nhung. Phan Thanh Nga siết nắm chặt tay Thành nắm đấm rồi hỏi với vẻ đầy tức giận, Trương Oải Nhung, con mẹ cô muốn ăn đòn phải không? Bà đây cũng là lần đầu tiên muốn đánh mày đấy. Thi Ngọc Anh cũng siết tay bước từng bước đến gần. Trương Oải Nhung hoàn toàn không thèm để ý mà cười nhạo, tội cố ý ẩu đả không nhỏ đâu nhé, mấy người cẩn thận bị đuổi đấy. Cô ta đắc ý nói một câu rồi quay người đi trong sự phẫn nộ của mấy người xung quanh. Phan Thanh Nga tức giận nghiến răng kèn kẹt, mấy ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch, con khốn này. Kiều Duy Nhất vỗ nhẹ lên vai Phan Thanh Nga, yên tâm, chỉ cần cô ta vẫn còn ở đội dự bị thì sợ gì không trị được cô ta. Nhưng chị Khánh Vi, Phan Thanh Nga không cam lòng thay cho Bùi Khánh Vi. Được rồi, đến sau núi còn được yên tĩnh hơn đấy. Kiều Duy Nhất an ủi. Câu nói này của Kiều Duy Nhất rất đúng, phía sau núi thực sự rất yên tĩnh, đừng nói là người, đến cả ma cũng chẳng có. Bùi Khánh Vi cõng hành lý của mình đến nơi này thì đã thấy nhà kho mà mình cần phải bảo vệ. Thật ra đây chỉ là một cái kho rỗng, bên trong chẳng có thứ gì, toàn bộ nhà kho sập sệ đến mức gió cũng thổi xuyên qua được. Ở đây không có kèn hiệu báo thức buổi sáng, không có kèn hiệu báo tắt đèn buổi tối, trong phòng chỉ có một cái giường, một chiếc đèn, một cái bàn và một chiếc ghế dài nhỏ để ngồi. Nếu không có cửa sổ và đèn, Bùi Khánh Vi còn cho là mình bị nhốt trong phòng tối. Cô dọn dẹp lại chỗ ngủ, đồng thời sắp xếp lại đồ vật trong phòng xong thì mặt trời cũng đã lặn về phía tây. Bùi Khánh Vi xoa mặt, cô đội mũ vào rồi đi về phía căn cứ. Cô cố sức đi thật nhanh, cuối cùng lúc trời vừa tối thì đến được nhà ăn trong căn cứ, mọi người bên trong đã ăn gần xong và đồ ăn cũng sắp hết. Bùi Khánh Vi xếp hàng cuối đội ngũ, tình cờ là Trương Oải Nhung lại đứng phía trước cô. Cô ta nhìn Bùi Khánh Vi rồi nở một nụ cười chế giễu. Bùi Khánh Vi bình thản liếc mắt nhìn cô ta, sau đó cô rũ mắt xuống. Trương Oải Nhung thấy Bùi Khánh Vi không có phản ứng gì, tự cảm thấy không thú vị nên bỏ qua. Đội ngũ xếp hàng rất dài trong phòng ăn nhích từng chút một về phía trước. Cuối cùng thì Trương Oải Nhung cũng sắp xong và chuẩn bị đến lượt Bùi Khánh Vi. Lớp phó vương nhìn thấy cô bèn tranh thủ lấy ra một chiếc bát nhỏ, đặt lên đĩa và cười nói, phần này là của cô. Trong chiếc bát nhỏ đó là một phần thịt kho tàu còn sót lại. Trương Oải Nhung vẫn chưa đi hẳn, nhìn thấy vậy thì lập tức nổi giận, này. Không phải anh vừa nói hết thịt sao? Đúng là hết mà. Lớp phó vương vô tội dùng thìa gõ gõ chiếc bàn ăn trống rỗng, cô nhìn xem, hết sạch rồi. Trương Oải Nhung chỉ vào chỗ thịt kho tàu trong phần ăn của Bùi Khánh Vi rồi tức giận hỏi, vậy đó là cái gì? Rau hả? Lớp phó vương nói dối một cách đường hoàng, đó là phần ăn của tôi cho Bùi Khánh Vi, cô có ý kiến à? Anh giở trò lừa bịp, làm thế này không công bằng. Nếu cô muốn công bằng, vậy có thể trở về nhà ăn của các cô, ở đây là quân khu 2. Nhanh lên, đằng sau vẫn còn người xếp hàng đấy, nếu cô không đi, tôi sẽ nói cho sĩ quan huấn luyện của mấy người là cô gây rối trong nhà ăn. Lớp phó vương hiển nhiên không thèm để ý đến Trương Oải Nhung,
liên tục xua đuổi cô ta. Trương Oải Nhung tức giận dậm chân rồi cay cú rời đi. Bùi Khánh Vi bất đắc dĩ nói, lớp phó Vương, thật ra anh không cần làm như vậy. Lớp phó Vương hừ một tiếng, cô ta đã hại cô thành thế này nên làm tôi không vui. Chẳng biết sư đoàn trưởng nghĩ thế nào nữa, rõ ràng là cô vô tội mà vẫn còn đẩy cô đến chỗ đó. Chỗ đó cũng tốt mà, nhàn hơn trong bếp nhiều. Bùi Khánh Vi cười, quan trọng nhất là cách xa chỗ này, bây giờ cô chỉ muốn cách chỗ này càng xa càng tốt, vậy thì chuyện sắp tới mới ít dính đến cô. Lớp phó Vương thấy dáng vẻ phóng khoáng của cô, anh ta vừa tức vừa không biết phải làm sao, cô cứ như vậy, gặp được chuyện mà cứ cho qua được là cho qua luôn, tôi vẫn thích dáng vẻ cầm ghế nện tường lúc đó của cô hơn, trông rất oai. Bùi Khánh Vi bê suất ăn, hiếm hoi đùa lại một câu, nếu lại đập nữa, chắc tôi sẽ bị giam luôn mất. Sau đó cô tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Bùi Khánh Vi vừa ngồi xuống bỗng phát hiện đám binh sĩ bên cạnh cứ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô, điều này khiến Bùi Khánh Vi ăn mất cả ngon. Bùi Khánh Vi ăn 2-3 miếng rồi đứng dậy thu dọn rời đi. Cô đi trong bóng tối về căn phòng sau núi. Cô bật đèn rồi nằm lên giường, cả đêm qua cô không ngủ, giờ có thể nằm xuống nghỉ ngơi một chút rồi. Cô cũng lười tắm rửa, cởi áo khoác xong rồi lăn ra ngủ luôn. Bùi Khánh Vi định ngủ một giấc thật đã đời, nhưng đến sau nửa đêm cô không tài nào ngủ tiếp được nữa. Bởi vì bụng cứ sôi lên liên tục, cơn đói khiến cô đang ngủ cũng phải tỉnh lại. Bùi Khánh Vi bỗng nhớ lại bát thịt kho tàu kia, biết thế này thì cô phải ăn hết mới đúng. Lãng phí đồ ăn thật đáng xấu hổ. Bùi Khánh Vi sờ bụng rồi lăn lộn vài vòng trên giường, sau khi xác định mình không thể nào tiếp tục ngủ được nữa, cuối cùng cô quyết định phải nhét đầy bụng trước đã. Dù sao cũng không ai quan tâm đến cô, không bằng ra sau núi tìm đồ ăn. Bùi Khánh Vi bật dậy, cô mặc áo khoác, lấy con dao quân dụng trong túi hành lý rồi đi ra ngoài. Nửa đêm về sáng, từng trận gió lạnh rít lên sau núi, Bùi Khánh Vi kéo chặt quần áo tiếp tục đi vào trong núi. Trong bóng đêm tối đen như mực chỉ nghe được tiếng gió thổi vù vù qua cành cây, khiến người ta tê dại ra đầu. Càng đi vào trong, bước chân Bùi Khánh Vi càng nhẹ, trong rừng đột nhiên phát ra tiếng sột soạt không giống với lá cây, vô cùng có tiết tấu. Bùi Khánh Vi dừng bước, nơi này quả thực quá tối, gần như giơ tay không nhìn rõ năm ngón, cô nhắm hai mắt lại nghe tiếng động kia, cẩn thận phân biệt nơi phát ra nó. Không phải động vật lớn, tiếng bước chân vô cùng nhỏ, hơn nữa tiết tấu ngắn gọn thống nhất, chắc là con thỏ. Cô nhẹ nhàng rút con dao quân dụng bên hông ra, phi thẳng về hướng đó. Phập, Bùi Khánh Vi biết mình bắt được rồi. Cô bước nhanh qua đó, xích lại gần nhìn, quả nhiên là một con thỏ màu trắng. Bùi Khánh Vi nhẹ nhàng rút con dao ra, xách tai con thỏ lên tìm một chỗ bằng phẳng bí mật nhóm lửa. Ở kiếp trước, khi dã ngoại sinh tồn, cô là người nhóm lửa lão luyện. Chỉ cần 30 giây, một đốm lửa nhỏ đã le lói trên tay cô. Bùi Khánh Vi tìm thêm mấy cành cây ở bên cạnh cho vào, ánh lửa càng ngày càng mạnh. Dưới ánh lửa, cô nhanh chóng thuần thục xử lý con thỏ, sau đó dùng hai cành cây buộc con thỏ lại gác lên trên lửa. Bùi Khánh Vi ngồi trên một tảng đá, cẩn mẫn lật thỏ, đề phòng bị cháy. Hơn 10 phút sau, mùi thịt bay vào mũi khiến cô không nhịn được nuốt nước miếng, động tác thêm cành cây càng lúc càng nhanh. Tiếng cành cây cháy tách tách không ngừng vang lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài thịt thỏ đã được nướng vàng óng thơm phức. Bùi Khánh Vi biết lúc này là thời điểm ăn ngon nhất, cô không do dự xé một cái đùi thỏ ra ăn ngấu nghiến. Đúng lúc cô đang ăn vui vẻ thì một tiếng vang nhỏ xíu vang lên từ cách đó không xa, khiến cô lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ bị người của đơn vị phát hiện rồi à? Không đâu, chỗ cô tìm rất bí mật, theo lý mà nói sẽ không bị phát hiện mới đúng. Bùi Khánh Vi nhanh chóng nấp ra phía sau một thân cây. Chỉ một lúc sau, lùm cây càng lúc càng đung đưa mạnh hơn, Bùi Khánh Vi nắm chặt con dao quân dụng, định một phát trúng ngay. Xoạt, xoạt, sau khi đợi khoảng 30 giây, cuối cùng một cái đầu đen xì cũng chui ra khỏi bụi cây. Hình như người kia bò vô cùng khó khăn, sau khi cố gắng gần nửa phút, cả cái đầu mới coi như lộ ra hẳn trước mặt Bùi Khánh Vi. Cô theo bản năng định ném dao qua, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt đó, lập tức dừng hành động. Kha lỗ, Bùi Khánh Vi không xác định gọi một tiếng. Người kia nghe thấy có người gọi mình thì cũng ngẩn ra, sau đó thấy Bùi Khánh Vi đi ra từ phía sau cái cây. Anh ta ngây ngốc nhìn cô, còn tưởng là mình xuất hiện ảo giác, dùng sức dụi mắt mấy cái, sau đó kinh ngạc nhào tới, kích động nói, tại sao cô lại ở đây? Trời ơi, đúng là ông trời phù hộ mà. Bùi Khánh Vi nhìn dáng vẻ anh ta, vội vàng nhét một cái đùi thỏ vào trong miệng anh ta, được rồi, có gì thì nói, đừng có động tay động chân. Kha lỗ bị mùi thịt dẫn tới đây, đã mấy ngày anh ta chưa ăn gì rồi,
lúc này trong miệng có cái đùi thỏ là ngoan ngoan ngồi gặm. Bùi Khánh Vi thấy anh ta ăn ngấu nghiến, không nhịn được hỏi, anh đến đây làm gì? Nơi này cách hòn đảo của bọn họ rất xa, đám người bọn họ quanh năm sống ở trong đảo, từ trước đến nay không vượt biển, bình thường sẽ không xuất hiện ở đây mới đúng. Kha Lỗ bị hỏi đến chuyện này giống như dừng hình, anh ta vội vàng nuốt miếng thịt thỏ trong miệng xuống, lúng búng nói, cầu xin cô hãy cứu đám người tộc trưởng. Cứu tộc trưởng? Bùi Khánh Vi nhíu mày, bọn họ lại làm sao nữa? Kha Lỗ vỗ ngực, khó khăn nuốt chỗ thịt thỏ còn sót lại xuống, nói, bọn họ bị cướp biển ở đây bắt đi rồi. Bùi Khánh Vi nhướng mày, bị cướp biển ở đây bắt đi? Nơi này lại cũng có cướp biển? Chẳng lẽ lần này bọn họ tới để đánh cướp biển à? Bùi Khánh Vi tính toán trong lòng rồi lại hỏi, mọi người cách nơi này rất xa, sao cướp biển lại đến chỗ mọi người bắt người được nói tới chuyện này? Vẻ mặt Kha Lỗ lập tức ảm đạm, anh ta ngồi xếp bằng ở bên cạnh Bùi Khánh Vi, dù gì nói, không phải. Từ sau khi mọi người đi, chúng tôi được sắp xếp cho lên đất liền, nhưng sống ở đó chúng tôi không quen một chút nào, cho nên lập kế hoạch trở về. Mấy ngày trước chúng tôi lén tìm một chiếc thuyền, mấy người chúng tôi định về đảo nhỏ trước thì bị đám cướp biển kia bắt ở trên biển. Bùi Khánh Vi cười như không cười cắn thêm một miếng thịt, anh chắc chắn anh tìm thuyền mà không phải là trộm thuyền chứ. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ, nếu sống ở trên đất liền không quen, vậy chắc chắn sẽ không đi làm, không có tiền tại sao có thể có thuyền. Kha Lỗ bị vạch trần, vẻ mặt hơi lúng túng, ngượng ngùng cúi đầu xuống không nói gì. Cho dù mọi người lái thuyền trở về, vậy thì đường biển này cũng không đúng. Chúng tôi không biết lái thuyền. Người lái thuyền đã từng ở trên thuyền cướp biển 2 ngày, nhầm lẫn hết đường biển, càng lái càng sai phương hướng. Chúng tôi muốn cầu cứu thì gặp phải một đám cướp biển, tôi nhảy xuống biển mới trốn thoát được. Tôi bơi mấy ngày mới bơi được đến đây. Cầu xin cô cứu bọn họ. Nếu không bọn họ sắp chết mất. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Kha Lỗ lại kích động. Cứu người? Nhìn cô giống người nhân từ thế à? Bùi Khánh Vi lại nhét miếng thịt vào trong miệng. Sau đó chỉ căn cứ dưới chân núi, nói với anh ta, đi xuyên qua đây là có thể đến căn cứ, sau đó anh hô to 3 tiếng cứu mạng về phía đó, sẽ có vô số người xuất hiện tới giúp anh. Thật không? Ừ, đi đi. Bùi Khánh Vi vỗ vai anh ta, giục. Kha Lỗ không dám chậm trễ, lập tức đứng lên chạy xuống núi. Bùi Khánh Vi ăn xong con thỏ rồi dập tắt hết lửa, đi vào trong phòng nhỏ của mình thì nghe thấy tiếng gào thét lớn vang đến từ dưới núi. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Một loạt tiếng vang đó làm lũ chim sau núi giật mình bay tán loạn. Bùi Khánh Vi nghe thấy mà phì cười. Cô không ngủ được, những người khác cũng đừng mơ được ngủ ngon. Trong căn cứ nghe được tiếng kêu gào thảm thiết kia, đèn và còi báo động ở ký túc xá lại bật hết lên, tất cả binh lính đều nhanh chóng lao xuống. Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì thế? Một đám binh lính nhao nhao chạy đến chỗ kêu cứu. An Chính Đức vừa mới cởi quần áo định nằm xuống thì bị tiếng kêu cứu bất ngờ này làm cho không thể không mặc đồ vào, nhanh chóng lao xuống tầng. Chuyện gì thế? Chuyện gì thế hả? Mẹ kiếp, nửa đêm rồi ai còn hô cứu mạng? An Chính Đức vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy đám binh lính kia chạy về một điểm y như tối hôm qua. Anh ta cũng đành phải đi theo. Trong sân huấn luyện tụ tập rất nhiều người, anh ta tốn công chen vào trong đám người, cẩn thận nhìn, không nhịn được kinh ngạc, tại sao lại là anh? Anh không phải là sĩ quan huấn luyện đó sao? Kha Lỗ thấy được người quen thì vô cùng vui mừng, nữ binh đó không lừa anh ta thật. Anh ta nắm tay An Chính Đức kêu cứu, cứu mạng, người của chúng tôi bị cướp biển bắt đi rồi, các anh mau đi cứu bọn họ đi. An Chính Đức lập tức kéo anh ta đến phòng làm việc của Lại Tiến Thành, bây giờ anh lập tức theo tôi đến phòng làm việc của Tiểu Đoàn Trương. Được, được, Kha Lỗ vội vàng gật đầu, đi theo anh ta. An Chính Đức dẫn Kha Lỗ vào phòng làm việc của Tiểu Đoàn Trương. Lúc này, Lại Tiến Thành vẫn còn đang ngồi nghiên cứu bản đồ. Thấy An Chính Đức vội vàng dẫn người vào, ông khẽ cau mày lại. Chuyện gì thế này? Vừa rồi ông cũng nghe thấy phía ngoài có người kêu cứu. Báo cáo Tiểu Đoàn trưởng, dân đảo lần trước chúng ta cứu lần này lại bị cướp biển bắt đi rồi. An Chính Đức chỉ Kha Lỗ bẩn thỉu bên cạnh, anh ta vô tình bơi được đến đây kêu cứu. Cầu xin ông cứu chúng tôi với, bọn họ bị cướp biển bắt ở trên biển. Kha Lỗ nhìn thấy người quen, sốt ruột cầu xin. Lại Tiến Thành nhìn Kha Lỗ trước mặt, không phải mọi người đã quay về đất liền rồi sao? Đúng thế, nhưng chúng tôi sống ở đó mấy đời, thực sự không thích hợp với cuộc sống thành thị như mọi người nói, rất khó chịu. Cái gì cũng cần tiền, ngay cả đi vệ sinh cũng thu tiền. Kha Lỗ nói đến mấy ngày sống trong thành phố giống như chút bầu tâm sự, nói hết một hơi, còn nữa. Tôi nhổ đờm mà cảnh sát kia cũng muốn phạt tiền. Tôi rất khó hiểu, không nhổ ra thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ tôi nuốt lại à?
Mấy ngày đó đám người bọn họ đi lang thang trên đường, họ đi tới đâu, tất cả mọi người cũng tránh xa giống như là đang tránh bệnh dịch. Ở trong mắt đám người thành phố này, bọn họ chính là một đám kỳ quái. Thậm chí còn có người mẹ nói với con mình rằng bọn họ là người điên trốn ra từ bệnh viện tâm thần, sau này nếu như không ngoan thì tương lai cũng sẽ bị đưa vào đó. Anh ta tức giận muốn tiến lên lý luận thì người phụ nữ kia làm ầm lên báo cảnh sát. Sau đó một đám người mặc quần áo đội mũ giống nhau cưỡng chế đưa bọn họ về một nơi giống như nhà tù, còn dùng còng tay còng bọn họ lại. An Chính Đức lúng túng ho khan mấy tiếng, nghiêm túc nói, được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Kha Lỗ đang chìm trong hồi tưởng lúc này mới gật đầu tiếp tục nói, à, chúng tôi định đi thuyền trở về, ai ngờ nửa đường lại bị bắt. Lại Tiến Thành nghe ra điểm bất thường, đi thuyền. Nhưng không có thuyền bè nào đi đường biển về chỗ hòn đảo của mọi người cả. Kha Lỗ đã bị vạch trần một lần nên không có gì để che giấu nữa. Anh ta cúi đầu lúng búng nói, thuyền là do chúng tôi trộm. An Chính Đức kinh ngạc trợn to hai mắt, các người trộm thuyền. Kha Lỗ thấy An Chính Đức trừng mình, vừa xấu hổ vừa hổ thẹn hô lên, anh nhìn tôi làm gì, tôi muốn về nhà có gì sai. Hơn nữa, bây giờ là lúc nói cái vấn đề này à? Bây giờ người của chúng tôi bị cướp biển bắt rồi, mọi người mau phái binh lính đi cứu đi. Lại Tiến Thành, mọi người bị bắt ở chỗ nào? Chuyện này thì tôi không biết, lúc ấy thuyền của chúng tôi bị lạc, ngay cả Đông Tây Nam Bắc cũng không phân rõ. Vậy bị bắt bao lâu rồi? Lại Tiến Thành lại hỏi. Đã mấy ngày rồi, tôi bơi dưới biển khoảng 2 ngày, sau đó tìm đến đây thì ngất đi một lần. Đã mấy ngày rồi? Chân mày An Chính Đức cau chặt lại, bất an nhìn về phía Lại Tiến Thành. Qua một ngày cũng đã rất nguy hiểm rồi, nếu mấy ngày thì xác suất còn sống rất thấp. Cướp biển về cơ bản là cướp của rồi giết con tin, đám người bọn họ lại chẳng có của cải gì, có khả năng sẽ bị giết tại chỗ. Hiển nhiên Lại Tiến Thành cũng nghĩ đến điểm này, ông lập tức hỏi, có bao nhiêu người? Hơn 20 người, 20 mấy người, số người này không coi là nhiều, cũng không tính là ít. Nhiều người có lẽ cướp biển còn kiêng dè, nhưng chỉ có 20 người, nói thật không thể nắm chắc được là còn sống hay không. Cứ hỏi xong một vấn đề, vẻ mặt Lại Tiến Thành lại căng thẳng thêm một phần, thuyền cướp biển có ký hiệu gì không? Kha Lỗ suy đi nghĩ lại, lắc đầu, không có ký hiệu gì cả, có điều chiếc thuyền đó rất mới, khi đó chúng tôi còn tưởng là thuyền buôn nên mới cầu cứu. Thuyền rất mới, Lại Tiến Thành nghĩ đến cái gì đó rồi nói với Kha Lỗ, được, cậu đừng cuống, chuyện lần này chúng tôi sẽ giải quyết cho cậu, cậu yên tâm. Kha Lỗ nghe thấy Lại Tiến Thành bảo đảm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục nói, được, được. Thật sự cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Lại Tiến Thành dặn dò, bố trí cho cậu ta một căn phòng đi. Rõ, An Chính Đức đáp, sau đó dẫn Kha Lỗ đến phòng ký túc xá độc lập của Bùi Khánh Vi trước kia, hiện tại đang để trống. Tạm thời anh ở căn phòng này đi, cần gì trực tiếp tới tìm tôi. An Chính Đức đẩy cửa ra, dẫn anh ta vào. Thật ra Kha Lỗ không quan tâm mình ở đâu, bây giờ điều anh ta bận tâm nhất là an nguy của tộc trưởng và đám dân đảo kia. Anh ta bất an nắm cánh tay An Chính Đức, hỏi, lúc nào các anh đi bắt cướp biển? Nhớ dẫn tôi theo, tôi biết mặt bọn chúng. Biết mặt bọn chúng có tác dụng gì, đây đâu phải là cảnh sát bắt ăn trộm cần nhận diện, An Chính Đức lẩm bẩm một câu trong lòng. Anh ta gật đầu, khuyên giải an ủi, tôi biết rồi, anh yên tâm đi, lần trước chúng tôi có thể cứu mọi người, lần này cũng có thể cứu, anh nghỉ ngơi đi. Câu nói này khiến Kha Lỗ bình tĩnh hơn không ít. Anh ta gật đầu, buông tay ra, bình tĩnh ngồi xuống ghế. Đúng rồi, anh có đói không? Có cần tôi làm đồ ăn cho anh không? An Chính Đức thấy cả người Kha Lỗ bẩn thỉu, lại bơi ở dưới biển lâu như vậy, chắc đã mấy ngày chưa ăn gì mới đúng. Nhưng không ngờ Kha Lỗ lại lắc đầu, không cần đâu, tôi vừa ăn một cái đùi thỏ nướng rồi. Đùi thỏ? An Chính Đức còn tưởng là mình nghe lầm. Với dáng vẻ chật vật của anh ta, chắc sẽ không nhàn rỗi nướng thỏ để ăn trước khi kêu cứu chứ. Đúng vậy, đùi thỏ, mới nướng xong, ngon lắm. Kha Lỗ vừa nghĩ tới món thịt thỏ nướng nữ binh đó làm là không nhịn được nuốt nước miếng. An Chính Đức hỏi, anh ăn ở đâu? Sau núi, nữ binh đó nướng ngon lắm. Bùi Khánh Vi, cô gái này lại dám nướng thịt thỏ ở phía sau núi, anh ta đúng là xem thường cô rồi. Buổi sáng yếu đuối như vậy làm anh ta tưởng là cô gái này đổi tính rồi, thì ra là giấu cái đuôi hồ ly của mình đi. Con nhỏ này, suýt nữa thì lừa được cả anh ta. An Chính Đức nghiến răng, gật đầu nói, được, tôi biết rồi, anh đi ngủ đi. Sau khi nói xong, anh ta đóng cửa phòng lại cho Kha Lỗ, rồi đi về phía sau núi. Bóng đêm tràn ngập căn cứ, An Chính Đức đi phăm phăm tới căn nhà của Bùi Khánh Vi. Anh ta đứng ở cửa, xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh tối đen như mực bên trong.
Hừ, con nhỏ này còn giả vờ ngủ. Cốc cốc cốc, An Chính Đức gõ cửa mấy lần, không thấy bên trong có động tĩnh gì. Anh ta hừ mũi nói, thôi đi, toàn mùi thịt thỏ, giả vờ cái gì. Quả nhiên, trong phòng nhanh chóng sáng đèn, cửa được mở ra, Bùi Khánh Vi bĩu môi, anh ta bán đứng tôi nhanh đấy. Cô chạy đến cái chỗ này để tiện buổi tối nướng thịt ăn à? Cái gì gọi là tôi chạy tới nơi này, rõ ràng là lính của mọi người làm hại tôi bị đày đến đây. Nếu cô không muốn làm thì ai có thể ép cô? An Chính Đức tức giận chừng cô, nói như anh rất hiểu tôi ấy. Nếu như không phải là đến phạt tôi thì tôi đi ngủ đây. Nói xong cô định đóng cửa lại thì An Chính Đức chen chân vào, giọng anh ta nghiêm túc hơn mấy phần. Bùi Khánh Vi, tôi không cần biết cô đang tính toán cái gì trong lòng, nhưng đừng có dở trò gì trong lần tác chiến này. Bùi Khánh Vi khẽ nhướng mày cười, bây giờ ngay cả dao thái rau tôi cũng không sờ được đến thì còn có thể dở trò gì. An Chính Đức thấy cô bày ra vẻ vô tội, lại không bắt được sơ hở của cô nên chỉ có thể oán hận nói, tốt nhất là như vậy. Lúc định rời đi, anh ta giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nghi ngờ hỏi, không phải là cô cố ý xúi người kia gào ầm lên trong căn cứ đấy chứ? Bùi Khánh Vi giả vờ không biết, hả? Anh ta gào ầm lên à? Tôi không biết, tôi chỉ bảo anh ta tìm mọi người kêu cứu mà thôi. Cô trả thù tôi đúng không? Bùi Khánh Vi làm ra vẻ vô tội lắc đầu. Nhưng An Chính Đức đâu có tin, anh ta hung dữ chừng Bùi Khánh Vi, con nhỏ chết tiệt. Sau đó tức giận bỏ đi. Ồ, vậy là đi rồi à? Dễ dàng như vậy à? Bùi Khánh Vi ngẩn người. Thật ra so với dáng vẻ bấm bụng chịu đựng của Bùi Khánh Vi sáng nay, An Chính Đức muốn thấy cô thế này hơn. Đây mới là Bùi Khánh Vi anh ta quen. An Chính Đức bước nhanh về, lúc này phòng làm việc của Lại Tiến Thành vẫn sáng đèn. Anh ta đứng ở bên ngoài gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào, đúng lúc thấy Lại Tiến Thành đang đứng ở cửa sổ vừa kết thúc cuộc điện thoại. Tiểu đoàn trưởng, đã sắp xếp cho anh ta xong rồi. An Chính Đức nghiêm túc báo cáo. Lại Tiến Thành gật đầu, ừ, lần này chắc đám cướp biển bắt bọn họ chính là mục tiêu của chúng ta. An Chính Đức không hiểu tại sao tiểu đoàn trưởng lại có thể xác định được nhanh như vậy, nhưng anh ta theo bản năng cảm thấy chắc là có liên quan tới cuộc điện thoại kia. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Lại Tiến Thành nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói, phải nhanh chóng đi cứu người. Rõ, đêm càng lúc càng sâu hơn. Gió luồn qua khe cửa sổ phát ra tiếng gào rít lạnh lẽo. Tất cả binh lính trong căn cứ đều đang ngủ say, tất cả đều bị bóng tối bao phủ. Trong mấy ngày sau đó, huấn luyện trong đơn vị càng ngày càng thường xuyên. Cả căn cứ đều trong trạng thái căng thẳng đột độ. Chỉ có Bùi Khánh Vi là ngày nào cũng nhàn nhã sau núi, hàng ngày vươn vai giãn cốt, lúc rảnh rỗi ra sau núi đi dạo, xem có đồ gì để nướng ăn không. Nhưng chỉ có mấy bữa cô không xuất hiện ở trong phòng ăn, Dương Thành thực đã phát hiện ra. Anh ta nhân lúc nghỉ trưa, mang đồ ăn lén chạy ra sau núi. Dương Thành thực tưởng là mình chạy đến sẽ thấy Bùi Khánh Vi nằm thoi thóp trên giường, nhưng khi đến nơi, anh ta kinh ngạc nhìn thấy cô ngồi ở trước đống lửa trước nhà kho nướng rắn. Cô không đến phòng ăn ăn cơm mà lại bắt rắn, cô nghĩ mình là người nguyên thủy à? Dương Thành thực thấy cô cần mẫn quạt gió vào đống lửa như vậy thì vô cùng tức giận. Bùi Khánh Vi nhìn thấy anh ta đến, khẽ cau mày, anh đến đây làm gì, không huấn luyện à? Bây giờ là giờ nghỉ trưa. Dương Thành thực không nhịn được ngồi xuống bên cạnh cô, đưa đồ ăn trưa cho cô, mau ăn cơm đi. Bùi Khánh Vi để cơm xuống đất, hai tay không ngừng bận rộn, đợi lát nữa đi, nướng xong thịt rắn rồi thì ăn cơm, ngon lắm. Cô không sợ ký sinh trùng à? Dương Thành thực ghét bỏ nhìn thịt rắn đã bị lột ra trên vỉ nướng. Bùi Khánh Vi cúi đầu nướng thịt, không sợ, tôi nướng kỹ lắm, ký sinh trùng cũng bỏng chết rồi. Vậy cô ăn thi thể ký sinh trùng không thấy buồn nôn à? Không buồn nôn, sống tôi cũng ăn, huống hồ là chết. Vả lại protein trong côn trùng rất nhiều, rất bổ. Bùi Khánh Vi hờ hững nói, không chớp mắt nhìn chằm chằm thịt rắn nướng thơm phức. Vì cảm thấy Dương Thành thực quá phiền, Bùi Khánh Vi không khách sáo quay sang nhắc nhở, sắp kết thúc giờ nghỉ trưa rồi. À mà buổi tối anh không cần đưa cơm tới, tôi sẽ đi ăn cơm. Bùi Khánh Vi cúi đầu, tiếp tục bận rộn. Cô mơ đi, ai đi đưa cơm cho cô hả? Dương Thành thực thẹn quá hóa giận ném lại câu này rồi đi thẳng, để lại Bùi Khánh Vi không hiểu gì cả. Sao cô lại chọc đến cái tên này rồi? Đúng là đồ xấu tính. Hoàng Hạo Phong còn không dám đối xử với cô như vậy. Đợi đã, tại sao cô phải nghĩ đến Hoàng Hạo Phong? Chẳng lẽ là ăn nhiều thịt rắn thịt thỏ, ký sinh trùng lên não rồi à? Tối hôm đó cô đến phòng ăn đúng giờ thì thấy trong phòng ăn không có ai. Bùi Khánh Vi, sao hai ngày trước cô không tới ăn cơm? Lớp Phó Vương đang chuẩn bị mấy việc cuối cùng thấy Bùi Khánh Vi đứng ở cửa, lập tức tiến lên lo lắng hỏi, có phải là cô không khỏe không?
Không phải, tôi không đói. Bùi Khánh Vi nhìn quanh phòng ăn một vòng, tôi không tới sớm chứ? Sao không có ai thế này? Hai ngày nay ngày nào đơn vị cũng huấn luyện để chuẩn bị cho tác chiến, giờ cơm cũng lùi lại rất nhiều. Bây giờ trong đơn vị căng thẳng lắm. Vừa nhắc tới chuyện này, lớp phó Vương lại không nhịn được thở dài. Bùi Khánh Vi hiểu ra, gật đầu, vậy bây giờ tôi có thể tới ăn cơm không? Dĩ nhiên rồi. Nào nào nào, hôm nay cô có lộc ăn đấy, tôi làm thịt chua ngọt, lấy cho cô nhiều nhé. Mấy ngày nay cô không tới ăn cơm, gầy đi rồi đấy. Từ hôm đó, Bùi Khánh Vi một ngày ba bữa đúng giờ là đến, mỗi lần đều có thể lệch giờ với đám binh lính kia, ngày nào cũng ăn no uống đủ ngủ ngon không màng thế sự, cái cằm vốn hơi nhọn đã tròn hơn nhiều rồi. Nhưng so với cô nhàn nhã tự tại, có người lại không ngồi yên. Kha Lỗ ở trong đơn vị đã mấy ngày, những người đó không hề đến tìm anh ta, làm anh ta lo đến nỗi đi qua đi lại trong phòng. Cuối cùng anh ta không nhịn được nữa. Kha Lỗ lao thẳng vào tòa nhà hành chính, lính gác đứng ở trạm gác thấy anh ta nổi giận đùng đùng, lập tức ngăn cản anh ta. Anh là ai? Đây là tòa nhà hành chính, người không phận sự không thể xông vào. Kha Lỗ thấy bọn họ không cho mình vào, cho là bọn họ chột dạ, bất chấp tất cả vừa xông vào trong vừa gào lên, tôi muốn gặp sĩ quan huấn luyện an của các người. Tôi còn muốn gặp tiểu đoàn trưởng nữa. Để tôi vào, mau để tôi vào. Mọi người lừa tôi, mọi người đều là kẻ lừa gạt, mau để cho tôi vào. Các người buông tôi ra, tôi muốn đi vào. Kha Lỗ ở cửa ầm ĩ không ngừng, lúc hai lính gác đang định gọi người kéo anh ta ra ngoài thì Bùi Thắng Lợi đi từ trong tòa văn phòng ra. Ông ta nghiêm túc hỏi, chuyện gì thế này? Hai lính gác cũng rất khó hiểu, chúng tôi không biết, anh ta vừa đến đã nói muốn gặp tiểu đoàn trưởng và sĩ quan huấn luyện an. Bùi Thắng Lợi lạnh lùng nhìn về phía Kha Lỗ, chất vấn, cậu là ai? Tôi còn muốn hỏi ông là ai đấy? Tính Kha Lỗ vốn đã không tốt, lúc này càng giống quả lựu đạn nổ tung. Anh ta là người buổi tối hai ngày trước chạy tới kêu cứu, nói là người thân của mình bị cướp biển bắt đi. Mao Đình Đô ở bên cạnh giải thích với Bùi Thắng Lợi, sau đó nói với Kha Lỗ, đây là sư đoàn trưởng của quân khu 2 chúng tôi, là lãnh đạo cao nhất. Anh có vấn đề gì cũng có thể nói với ông ấy. Lãnh đạo cao nhất, Kha Lỗ rất nghi ngờ quan sát Bùi Thắng Lợi từ trên xuống dưới, nhìn mấy người lính đi sau ông ta có vẻ rất khí thế, bán tín bán nghi nói, thật à? Đương nhiên rồi. Mao Đình Độ gật đầu khẳng định. Có bằng sĩ quan huấn luyện an đó không? Mao Đình Độ cười nói, dĩ nhiên. Vậy cũng lớn hơn tiểu đoàn trưởng lại à? Mao Đình Độ do dự nhìn Bùi Thắng Lợi ở bên cạnh. Lúc này sắc mặt Bùi Thắng Lợi cũng không dễ nhìn, lời này của Kha Lỗ đã chọc vào điểm yếu của ông ta. Mao Đình Độ suy nghĩ một chút, cảm thấy người trước mặt vẫn quan trọng hơn. Anh ta do dự một lát, nói, chức vị của hai người này là giống nhau, đều là lãnh đạo cao nhất của lần tác chiến này. Kha Lỗ nghe và mới không lao vào bên trong nữa mà tức giận chất vấn. Vậy ông nói cho tôi biết, không phải các người đã đồng ý với tôi là đi tiêu diệt cướp biển cứu người rồi sao? Tại sao đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì? Bùi Thắng Lợi đã bao giờ bị ai hỏi như vậy? Sắc mặt vốn đã khó coi lại càng khó coi hơn, giọng cũng lạnh hẳn đi. Lần này chúng tôi tiêu diệt quy mô lớn, cần phải thực hiện dựa theo kế hoạch tác chiến. Mặt Kha Lỗ biến sắc, cuống đến nỗi nhảy dựng lên, còn phải kế hoạch tác chiến. Đã bao nhiêu ngày rồi, các người còn chưa lập xong kế hoạch à? Chúng tôi làm việc theo quy củ, nếu rút dây động rừng, không chỉ là người thân của các người chết, binh lính của chúng tôi cũng sẽ chết. Kha Lỗ không thể nào phản bác lại lời của Bùi Thắng Lợi được, bàn về miệng lưỡi nhà quan, sao Kha Lỗ có thể là đối thủ của Bùi Thắng Lợi? Anh ta vào đầu bứt tai, gấp đến nỗi mặt cũng đỏ lên, vậy, lúc nào thì các người mới đánh? Chúng tôi không có tiền, toàn là người già, cũng không có gì có thể cho cướp biển, ngộ nhỡ cướp biển cảm thấy bọn họ vô dụng nên giết chết thì làm thế nào? Bùi Thắng Lợi thấy thái độ của anh ta dịu đi, biết lần đàm phán này mình đã chiếm thượng phong rồi, vì vậy lạnh lùng nói, chuyện này vẫn cần bản tính kỹ hơn, đến lúc đó sẽ nói cho cậu biết. Nói xong, ông ta đi thẳng đến sân huấn luyện. Kha Lỗ nghe thấy một câu qua loa lấy lệ như vậy, sự bất lực và sốt ruột vừa rồi lập tức hợp thành tức giận bùng nổ hết ra, còn bàn tính kỹ hơn. Phải bàn bao lâu, cho các người giam 3 năm được không? Anh ta chỉ vào mặt Bùi Thắng Lợi mắng, tôi biết nay ông không đáng tin mà, còn nói cùng một cấp bậc với tiểu đoàn trưởng lại. Hừ, nhất định là một tên lừa gạt. Bùi Thắng Lợi bị hành động bất ngờ của anh ta làm ngẩn ra. Đời này trừ bị ông cụ Bùi chỉ vào mặt trách mắng ra, ông ta chưa từng bị đối xử như vậy. Lần này thật sự bị chọc tức rồi. Cậu cái gì mà cậu? Đồ lừa gạt, cả đám các người là một lũ lừa gạt. Kha Lỗ mắng xong một trận rồi quay người đi chỗ khác. Bùi Thắng Lợi thấy anh ta định đi, lập tức nói với người bên cạnh,
mau, mau ngăn cậu ta lại. Đừng để cậu ta chạy. Mao Đình Độ thấy vẻ mặt sư đoàn trưởng nhà mình vô cùng khó coi, vội vàng dẫn hai lính gác chạy lên, túm lấy tay Kha Lỗ, anh bình tĩnh một chút. Anh như vậy không giải quyết được bất cứ chuyện gì cả. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, tôi muốn đi tìm người. Các người buông ra cho tôi. Các người không thể cứu, có người có thể cứu. Kha Lỗ dùng lực mạnh, nhất thời đám người Mao Đình Độ thật sự không áp chế được anh ta. Bùi Thắng Lợi đứng ở bên cạnh xanh mặt lại, u ám nói, có người có thể cứu. Được, cậu đi tìm cho tôi xem, tôi muốn xem không có tôi ra lệnh, ai dám cứu. Chữ cuối cùng ông ta nói vô cùng mạnh mẽ, khiến Kha Lỗ ngẩn ra. Các cậu buông tay ra, để cậu ta đi tìm. Bùi Thắng Lợi ra lệnh với đám người Mao Đình Độ. Kha Lỗ tức giận nhìn Bùi Thắng Lợi rồi hùng hùng hổ hổ đi tới đi sân huấn luyện. Bùi Thắng Lợi cũng đi theo anh ta, đề phòng anh ta đến chỗ không nên đến. Kha Lỗ vừa đi vào sân huấn luyện đã thấy ra các binh lính mặc đồ rằn di đứng đều tăm tắp, không thể nhận ra ai là ai. Cậu có biết một nữ binh tóc ngắn, rất xinh đẹp không? Anh ta tiện tay bắt lấy một người lính, hỏi. Anh ta không biết tên người đó, chỉ có thể miêu tả để biểu đạt. Nhưng hầu hết các nữ binh đều tóc ngắn nên rất khó phân biệt. Tôi không biết, người lính kia lắc đầu trả lời. Kha Lỗ không từ bỏ, hỏi tiếp, vậy nữ binh ở đây đâu hết rồi? Đơn vị quân khu 2 chúng tôi không có nữ binh. Không có nữ binh, làm sao có thể, cậu lừa tôi. Một người không được thì tìm người thứ hai không được thì tìm người thứ ba. Kha Lỗ chưa từ bỏ ý định đi hỏi từng binh lính trong sân huấn luyện. Nữ binh nơi này ở đâu hết rồi? Không biết, vậy cậu có quen nữ binh nào không? Không. Cậu có từng gặp một nữ binh tóc ngắn không? Không. Tất cả mọi người đều trả lời là không biết, không hiểu, làm anh ta cuống đến nỗi toát hết mồ hôi trên trán. Anh ta gân cổ gào lên với đám binh lính, nơi này có ai là nữ không? Tiếng gào của Kha Lỗ vô cùng vang dội, không ngừng vọng lại trong sân huấn luyện hết lần này đến lần khác. Cuối cùng giọng anh ta cũng đưa tới sự chú ý của mấy người Phan Thanh Nga ở một điểm khác. Nữ? Ai muốn tìm nữ? Phan Thanh Nga nghi ngờ lẩm bẩm, sau đó mắt sáng lên, chẳng lẽ cần nữ binh đi tiếp viện à? Tối hôm qua đơn vị dự bị đã lên đường chạy tới điểm đích, đám người Phan Thanh Nga bởi vì vi phạm quy củ nên bị phạt ở lại đơn vị. Điều này làm cô ta buồn bực rất lâu. Bây giờ nghe thấy có người tìm nữ, còn tưởng là muốn nữ binh tiếp viện, lập tức bước nhanh ra ngoài, giơ tay nói, tôi là nữ. Kha Lỗ vừa nghe thấy thế, còn tưởng là mình tìm được rồi, lập tức lao đến. Ngay cả Bùi Thắng Lợi lạnh lùng đứng xem ở bên cạnh rất lâu nghe thấy tiếng đáp lại đó, cũng không nhịn được nhìn mấy cái. Lại tìm người của đơn vị dự bị à? Đến khi Kha Lỗ chạy đến trước mặt mình, Phan Thanh Nga kinh ngạc nói, sao anh lại đến đây? Sau đó cô ta hô lên với mấy người Châu Trấn Đông, các anh mau qua đây, dân đảo lần trước chúng ta cứu đến rồi. Mau đến đây, Bùi Thắng Lợi nghe thấy thì cau chặt mày lại. Thật sự có người có thể cứu à? Kha Lỗ thấy không phải là người mình muốn tìm nhưng đều là người quen cũ. Điều này làm anh ta thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh ta sốt ruột nói, cô ấy đâu? Cô ấy ở đâu? Phan Thanh Nga rất tò mò hỏi, ai cơ? Chính là nữ binh cùng mọi người cứu chúng tôi, nữ binh rất lợi hại đó. Kha Lỗ giải thích, rất lợi hại. Phan Thanh Nga chỉ Lê Phương Ly, hỏi, chị Phương Ly sao? Kha Lỗ ấp đầu liên tục, không phải, còn một người nữa, một người siêu cấp lợi hại. Anh tìm cô ấy làm gì? Uông Tuấn Dũng đi tới, bình tĩnh hỏi. Lần này anh ta cũng vi phạm kỷ luật, cùng ở lại đơn vị với đám người Châu Trấn Đông. Kha Lỗ lo lắng nói, tôi nhờ cô ấy cứu người. Cứu người? Châu Trấn Đông thắc mắc, không phải đã cứu các anh rồi sao? Sao còn phải cứu nữa, cướp biển lại trở lại rồi à? Không thể nào, không phải đều bị nổ chết rồi à? Kha Lỗ cau mày lại, trong mắt tràn đầy lo lắng bất an, không phải vậy, là một nhóm cướp biển khác, binh lính ở đây không chịu cứu, tôi cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể nhờ cô ấy. Tôi tin cô ấy nhất định có cách, cô ấy lợi hại như vậy cơ mà. Kiều Duy Nhất cùng Uông Tuấn Dũng và Lê Phương Ly nhìn nhau, biết ngay người Kha Lỗ nói là ai. Nhưng với dáng vẻ của cô bây giờ, chưa chắc sẽ chịu giúp chuyện này. Phan Thanh Nga chậm hơn bọn họ nửa nhịp, nghĩ ra rồi lập tức hưng phấn nhảy lên. Tôi biết anh muốn tìm ai rồi, tôi đi tìm chị ấy qua đây cho anh. Châu Trấn Đông và Cổ Tần Linh cũng đi theo, tôi cũng đi. Mấy người Phan Thanh Nga chạy nhanh ra sau núi, thấy Bùi Khánh Vi đang ngồi ở cửa nhà, dùng con dao quân dụng gọt cành cây. Cô định dùng thân cây làm thành một vòng tròn, sau đó để mấy con thỏ chơi đùa, thuận tiện đói còn có thể ăn. Chị Khánh Vi, chị Khánh Vi. Phan Thanh Nga vừa nhìn thấy Bùi Khánh Vi, lập tức kích động,
chạy tới trước mặt cô, kéo cô ra ngoài, mau, mau đi theo em. Có một người quen cũ muốn gặp chị, mau lên. Người quen cũ, mau lên, chị cứ đi theo em là được rồi, mau lên đi, tình hình khẩn cấp lắm, còn không đi sẽ chết người. Cái gì mà chết người, này. Bùi Khánh Vy còn chưa kịp hỏi rõ đã bị ba người bọn họ vừa đẩy vừa kéo đến sân huấn luyện. Bùi Thắng Lợi đứng ở trên sân huấn luyện thấy bọn họ đưa Bùi Khánh Vy tới, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bùi Khánh Vy bị ép lôi vào sân huấn luyện, thấy một đám người đều nhìn mình thì cau mày lại. Rốt cuộc mấy người muốn làm gì? Cho chị gặp một người quen cũ. Phan Thanh Nga kéo Kha Lỗ đến trước mặt cô, chị xem có phải là người quen cũ không? Cô ta là hào hứng giới thiệu với Kha Lỗ lần nữa, nhớ lấy, chị ấy tên là Bùi Khánh Vy, nếu không lần sau anh lại không tìm được người. Bùi Khánh Vy, tôi nhớ rồi. Kha Lỗ gật đầu như gà con mổ thóc, hoàn toàn giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Thế nào, ngạc nhiên không? Phan Thanh Nga hưng phấn hỏi. Vẻ mặt Bùi Khánh Vy hờ hững, chuyện này có gì mà ngạc nhiên, tôi đã sớm gặp rồi. Phan Thanh Nga giống như bị hát một chậu nước lạnh, nói, cái gì? Chị gặp lúc nào? Mấy ngày trước, gặp ở sau núi. Được rồi, nếu đã gặp rồi, vậy tôi đi đây. Đừng! Kha Lỗ vội vàng chạy tới trước mặt cô, khẩn cầu, Bùi Khánh Vy, Bùi Khánh Vy. Tôi cầu xin cô mau cứu đám người tộc trưởng đi, tôi cầu xin cô. Đã nhiều ngày như vậy rồi, tôi sợ bọn họ sẽ không chịu nổi mà chết mất. Bọn họ vẫn chưa được cứu à? Bùi Khánh Vy khẽ cau mày. Không thể nào, đã bao nhiêu ngày rồi, không có lý nào biết rõ chuyện này rồi mà lại tiến thành lại vẫn giả vờ như không biết. Đây không phải là phong cách làm việc của ông ta. Nói đến đây, Kha Lỗ hung ác chừng Bùi Thắng Lợi đứng ở đó, bọn họ nói cái chó gì mà bản tính kỹ hơn, kéo dài mấy ngày rồi, không có một chút động tĩnh nào cả. Lúc này lại tiến thành cũng biết tình hình ở đây, đi vào sân huấn luyện. Nhưng Kha Lỗ đã tìm được Bùi Khánh Vy rồi, đương nhiên sẽ không quan tâm đến lại tiến thành nữa. Dù sao ban đầu người giải quyết nhiều cướp biển như vậy cho bọn họ là Bùi Khánh Vy chứ không phải ông ta. Anh ta chắp tay khẩn cầu, tôi cầu xin cô mau cứu những người dân đảo đó đi. Lâm Chí Tài thấy bọn họ làm ảnh hưởng đến huấn luyện đã khoảng 20 phút rồi, vì vậy đi tới trước mặt Kha Lỗ, lạnh giọng nói, chuyện này anh có cầu xin cô ấy cũng vô dụng, bây giờ cô ấy là người quản kho, cầu xin cô ấy thì chẳng bằng anh kiên nhẫn chờ cứu viện của đơn vị chúng tôi. Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm, tôi chỉ cầu xin cô ấy. Kha Lỗ không nghe lời anh ta, dùng sức hất anh ta ra. Suýt nữa thì Lâm Chí Tài ngã sấp mặt ở trước mặt mấy binh lính, lửa giận của anh ta lập tức bốc lên. Anh ta chỉ Bùi Khánh Vy, tức giận nói với Kha Lỗ, anh cầu xin cô ấy có tác dụng gì, chẳng lẽ một mình cô ấy còn có thể mạnh bằng cả đơn vị à? Không sai, cô ấy mạnh hơn các người. Tiếng trả lời của anh ta rất lớn, gần như bao phủ toàn bộ sân huấn luyện, làm các binh lính chấn động, tức giận đến nỗi ánh mắt bắt đầu thay đổi. Cả đơn vị của bọn họ không bằng một mình Bùi Khánh Vy. Đúng là trò cười, Bùi Khánh Vy có 3 đầu 6 tay hay là 72 phép thần thông biến hóa mà có thể so sánh với cả đơn vị. Trương Oải Nhung mỉa mai nói, lần này trong đơn vị dự bị trừ mấy người châu chấn đông phạm lỗi ra, Trương Oải Nhung cũng ở trong đó. Nguyên nhân là An Chính Đức cảm thấy lần trước biểu hiện của cô ta ở trong phòng ăn quá tệ, dứt khoát ra lệnh cho cô ta tạm thời ở lại đơn vị. Vì thế mà Trương Oải Nhung vô cùng uất ức, cô ta nhân cơ hội này châm chọc. Này, anh có biết bây giờ cô ta là người trông kho, còn không bằng được lính cấp dưỡng không? Nói thật, anh cầu xin cô ta còn không bằng cầu xin tôi. Cô ta khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo nói. Kha Lỗ tính khí ngay thẳng, cau mày khinh thường nói, cầu xin cô. Cô là cái thá gì? Cô còn không bằng cái đinh gì? Trương Oải Nhung bước nhanh ra khỏi đám người, vô cùng tức giận chỉ Bùi Khánh Vy nói, sao tôi lại không bằng cô ta? Tôi là người lớp 1 ở đơn vị dự bị, cô ta là cái gì? Một lính tạp vụ ở tầng thấp nhất trong đơn vị bình thường. Tôi không bằng cô ta. Ha, đúng là nực cười. Kha Lỗ cau mày, anh ta không hiểu lớp 1 lớp 2 gì hết, anh ta chỉ biết là ở trong lòng của dân đảo bọn họ, Bùi Khánh Vy lợi hại hơn bất cứ ai. Phan Thanh Nga nói chen vào, chị Khánh Vy không cần đánh nhau với cô, chỉ cần dùng khẩu thuật đã có thể đánh bại cô, điều này còn chưa đủ à? Sự châm biếm đâm trúng vết sẹo của Trương Oải Nhung làm cô ta tái mặt đi. Lần đánh nhau đó là nỗi sỉ nhục duy nhất trong cuộc đời này của cô ta. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, trừ đánh nhau ra thì sao? Còn có gì khác không? Hừ, có lẽ cũng chỉ có đánh nhau thôi. Dù sao những thứ khác đều không dám. Trương Oải Nhung ám chỉ việc Bùi Khánh Vy không dám cầm súng khiến đám người châu chấn đông bất bình. Anh ta đang định phản bác, nhưng không ngờ lúc này Kha Lỗ lại đứng ra.
Nếu như trên thế giới này còn có chuyện gì cô ấy không dám làm, tôi tin người khác cũng sẽ không dám. Thế thì chưa chắc, Trương Hoài Nhung đắc ý châm biếm. Kha Lỗ thấy cô ta cười lạnh cay nghiệt, lửa giận trong lòng hoàn toàn bùng nổ. Dám làm nhục anh hùng trong lòng bọn họ, không thể tha thứ được. Anh ta bước tới trước mặt cô ta, chưa chắc. Cô có dám tay không gỡ mìn khi không có bất cứ biện pháp bảo hộ nào không? Cô có dám vì dụ địch đi sâu vào mà đứng trong bãi mìn không? Cô có dám vì chiến hữu của mình mà bị thương nặng nhưng vẫn ở lại đảo, giết hơn 100 tên cướp biển khi không có bất cứ vũ khí trang bị và cứu viện gì không? Giọng Kha Lỗ tiếng này vang hơn tiếng kia, tiếng này chấn động lòng người hơn tiếng kia. Trương Hoài Nhung bị đôi mắt nóng rực và khí thế kinh người của anh ta làm sợ hãi, không nhịn được lui về phía sau một bước, lại ngẩn người ra, im lặng há miệng. Ai có thể chứng minh chứ? Trương Hoài Nhung nhụt chí nói. Kha Lỗ vỗ mạnh vào ngực mình, tôi còn sống, chính là minh chứng tốt nhất. Trương Hoài Nhung đã hoàn hồn lại từ lời nói vừa rồi, khinh thường bật cười, anh là ai? Tôi chính là một người dân đảo trên đảo. Trương Hoài Nhung cười lạnh, anh nói thì tôi sẽ tin à? Có ai có thể chứng minh cho anh? Phan Thanh Nga đứng ở bên cạnh cũng vinh quang hào sảng vỗ ngực mình. Chúng tôi, tất cả lớp 6 chúng tôi đều có thể chứng minh. Lần này trừ mấy người các người ra, những người lớp 6 còn lại ngay cả tư cách tới cũng không có. Ai biết có phải các người liên hiệp lại dọa người không? Tôi có thể chứng minh. Một giọng nói cách đó không xa vang lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn qua đó. Lại Tiến Thành bình tĩnh lặp lại, tôi có thể chứng minh. Những binh lính đứng ở đây đều ồ lên. Tiểu đoàn trưởng của đơn vị dự bị lại đích thân đứng ra chứng minh chuyện này. Vậy chắc chắn chuyện này là thật rồi. Trời ơi, vừa rồi bọn họ không nghe nhầm chứ. Tay không gỡ mìn, dụ địch vào bãi mìn. Bị thương nặng vẫn giết cướp biển. Các binh lính vốn bất mãn với Bùi Khánh Vi đều kinh hãi trong lòng. Sự kính nể với đơn vị dự bị lại tăng thêm một phần. Tôi không nghe nhầm chứ. Người mà người đàn ông đó nói là Bùi Khánh Vi không phản bác một câu cho mình trong phòng ăn của chúng ta sao? Mao Hồng Văn đứng ở trong đám người kinh hãi cảm thán. Tôi đang nằm mơ đúng không? Nhất định là đang nằm mơ rồi. Ngô Quý Dương đã bị chấn động đến nỗi ngẩn ngơ. Người trâu bò như vậy, tôi lại không biết sống chết cười cô ấy. Mao Hồng Văn nhìn dáng vẻ choáng váng của Ngô Quý Dương, nhỏ giọng nhắc nhở, nếu như cậu không biết sống chết, vậy Dương Thành thực làm thế nào? Ngô Quý Dương lập tức tỉnh táo lại, đúng thế, Dương Thành thực không chỉ trêu đùa cô ấy, còn cãi nhau với cô ấy. Ôi mẹ ơi, Khánh Vi không đánh chết cậu ta đã là khoan dung với cậu ta rồi. Ngô Quý Dương dịch đến gần, dùng giọng cực nhỏ bày mưu tính kế với Dương Thành thực. Dương Thành thực, hay là lát nữa cậu tranh thủ thời gian đi xin lỗi cô ấy đi, tranh thủ để được khoan hồng. Nhưng Dương Thành thực không hề có phản ứng. Anh ta đắm chìm trong thế giới của mình, lẩm bẩm nói, từng giết cướp biển. Cô ấy từng giết người. Hơn 100 tên cướp biển. Mình và cô ấy đều là quân nhân, cứ tạm bỏ qua vấn đề cấp bậc của đơn vị dự bị và đơn vị quân khu 2, chỉ riêng một điểm từng giết người hay chưa đã kém cỏi hơn rồi. Người ta đều nói, làm lính mà chưa từng giết người, vậy thì không thể coi là lính thật sự được. Cho nên, cô ấy và mình khác nhau. Nghĩ tới điều này, Dương Thành thực không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm góc mặt nghiêng của Bùi Khánh Vi. Mà trừ Dương Thành thực không dám tin tưởng ra, còn có một người cũng đã ngẩn ra không nói lên lời. Đó chính là Bùi Thắng Lợi đứng ở bên cạnh Lại Tiến Thành. Lời nói của Lại Tiến Thành y như một quả mìn nổ ở bên tai ông ta, khiến tai ông ta ong ong. Sao ông ta lại không biết chuyện đánh cướp biển trên hải đảo? Tại sao Bùi Khánh Vi lại không nói với ông ta? Tay không đào mìn, giết cướp biển, thật sự là con gái ông ta sao? Là Bùi Khánh Vi bị mình đánh cũng không dám cầm súng đó sao? Là Bùi Khánh Vi bị mình gọi là đồ bỏ đi đó sao? Ông ta ngơ ngác nhìn Bùi Khánh Vi giống như đang nhìn một người xa lạ không quen biết. Cho dù cô ta có lợi hại hơn nữa, vậy cũng không bằng được binh lực của cả đơn vị. Trương Hoài Nhung vẫn không cam lòng mạnh miệng nói. Cô ta không tin mình nói như vậy mà Lại Tiến Thành vẫn phản bác. Làm như vậy là tự vả vào mặt mình. Kha Lỗ nghe xong tức giận nói, sao lại không bằng? Cô nói đơn vị các người lợi hại, nhưng đã bao nhiêu ngày rồi, đến bây giờ vẫn không có một chút động tĩnh nào cả. Chỉ biết kéo dài với tôi, nói cái gì mà làm quân nhân, mệnh lệnh cũng là tính mạng. Cô ấy thì sao? Hồi đó cô ấy đi dạo ở trên đảo một vòng là lập tức vạch ra kế hoạch tác chiến, hơn nữa còn dẫn dắt dân đảo chúng tôi bắt đầu gỡ mìn đào hào làm bẫy. Tình hình lúc đó còn tồi tệ hơn bây giờ gấp trăm lần. Không có nhiều người quy mô lớn như các người,
cũng không có bất cứ vũ khí trang bị gì cả. Chỉ có mìn lũ cướp biển vì đề phòng chúng tôi chạy trốn mà chôn ở dưới đất. Vì đánh thắng trận chiến đó, cô ấy đã dùng tay không để đào. Sao hả? Chẳng lẽ mạng của cô ấy không phải là mạng à? Mạng của các người quý giá, chẳng lẽ mạng của cô ấy thấp hèn à? Kha Lỗ càng nói vẻ mặt càng kích động, nói xong lời cuối cùng, anh ta đã chuyển ánh mắt từ Trương Oải Nhung lên người Bùi Thắng Lợi. Rõ ràng anh ta đang chỉ trích câu nói mười mấy phút trước của Bùi Thắng Lợi. Sắc mặt Bùi Thắng Lợi đột nhiên thay đổi, nhưng vững vàng không nói gì. Cô xứng so sánh với cô ấy à? Cô không sợ mất mặt à? Kha Lỗ chán ghét chừng Trương Oải Nhung. Đúng vậy, dám so sánh với chị Khánh Vi, không sợ mất mặt. Phan Thanh Nga mượn cơ hội cũng bổ thêm một dao, làm Trương Oải Nhung tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên. Bùi Khánh Vi nghe giống như người ngoài cuộc nhìn, nhưng trong lòng lại vì lời cả vú lấp miệng em của Kha Lỗ mà khóe miệng khẽ cong lên một ý cười châm biếm. Người này đúng là giỏi chém gió. Hồi đó sở dĩ cô liều mạng đào như vậy không phải là vì đám người này uy hiếp cô hay sao? Bây giờ lời anh ta nói ra lại hoàn toàn là cô vì đám dân đảo này mà giúp đỡ không màng đến sống chết của mình, hoàn toàn hóa thân thành chúa cứu thế. Lấy lòng trá hình à? Bùi Khánh Vi cười như không cười nhìn anh ta. Kha Lỗ dạy dỗ Trương Oải Nhung xong, quay người lại đi đến trước mặt cô. Bùi Khánh Vi, tôi cầu xin cô giúp chúng tôi một lần nữa đi. Anh ta chắp hai tay thỉnh cầu. Bùi Khánh Vi không lên tiếng, xung quanh lặng ngắt như tờ, nhưng mọi người đều đang nhìn cô. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cô ấy đã không dám cầm súng nữa rồi, cho dù muốn cứu cũng có lòng mà bất lực. Lê Phương Ly đột nhiên nói. Không dám cầm súng? Tại sao? Kha Lỗ vô cùng kinh ngạc. Bùi Khánh Vi gật đầu nói theo lời Lê Phương Ly. Đúng vậy, tôi đã không cầm súng được nữa rồi. Bây giờ tôi là một người trông kho, còn không bằng một người lính cấp dưỡng. Anh đi tìm tiểu đoàn trưởng giải quyết chuyện này đi, tôi về đây. Sau khi nói xong, cô đi ra khỏi sân huấn luyện ngay trước mắt mọi người. Lần này nhiều người tác chiến như vậy, rõ ràng quy mô tiêu diệt cướp biển rất lớn, một mình cô chạy vào cứu hơn 100 người không biết sống chết kia, cô điên chắc. Huống hồ, bây giờ cô đã quá đau đầu rồi. Lời Kha Lỗ nói chắc chắn đã kích thích đến Bùi Thắng Lợi, nói không chừng chiều nay cô sẽ lại bị ông ta kéo vào phòng huấn luyện cầm súng lần nữa. Đám người này thật sự là chỉ giỏi phá hỏng chuyện. Lúc cô bước nhanh ra ngoài, sau lưng lại chuyển tới tiếng hô to của Kha Lỗ. Rốt cuộc phải làm thế nào thì cô mới có thể chịu cứu bọn họ? Có phải cô vẫn đang tức giận lần trước chúng tôi giữ cô lại không? Tôi có thể xin lỗi cô, tôi có thể quỳ xuống với cô. Nói xong, anh ta lập tức quỳ thụp xuống khiến mọi người há hốc mồm. Bùi Khánh Vi dừng bước, nhưng không quay người lại. Kha Lỗ tưởng là có hy vọng rồi, vội vàng chạy tới trước mặt Bùi Khánh Vi, lại quỳ xuống. Vừa rồi tôi quỳ xuống cầu xin cô tha thứ, còn bây giờ tôi quỳ xuống cầu xin cô cứu bọn họ. Cầu xin cô? Tôi cầu xin cô. Lâm Chí Tài bị lời vừa rồi của Kha Lỗ làm kinh hãi mãi mà chưa thể hoàn hồn lại. Bây giờ thấy Kha Lỗ lại vì thế mà quỳ xuống đất, vội bước nhanh đến đỡ anh ta dậy. Anh mau đứng lên đi, nơi này là quân đội, đừng có làm như vậy. Đơn vị sẽ cứu người của các anh yên tâm. Nhưng Kha Lỗ không hề phản ứng, vẫn quỳ ở đó, lẩm bẩm, tôi cầu xin cô. Cô cứu bọn họ đi. Đám người Châu Trấn Đông cũng ra mặt nói giúp cho anh ta. Để biểu hiện thành ý, Kha Lỗ còn dập đầu liên tục ba cái với Bùi Khánh Vi, nhưng cô chỉ khẽ cau mày rồi lập tức tránh ra. Những người có mặt chứng kiến cảnh này đều chăm chú dõi theo từng biểu cảm của Bùi Khánh Vi. Cô không hề bị thành ý của anh ta làm cảm động mà chỉ nói, anh cầu xin tôi cũng vô dụng, đứng lên đi. Có tác dụng, có tác dụng, nhất định là có tác dụng. Kha Lỗ nhất quyết không chịu đứng lên. Bùi Khánh Vi đi vòng qua anh ta, bước ra ngoài. Mọi người đều nhìn bóng lưng Bùi Khánh Vi, lại tiến thành âm thầm lắc đầu. Lúc này, Lâm Chí Tài cảm thấy thật sự là quá mất mặt, cứng rắn đỡ Kha Lỗ dậy, anh cầu xin cô ấy cũng không có bất cứ tác dụng gì cả. Hơn nữa đơn vị đã xuất phát, sắp đến đỉnh núi chỉ định chuẩn bị tập kích rồi, sẽ nhanh chóng cứu được bọn họ. Bùi Khánh Vi nghe thấy hai chữ đỉnh núi thì dừng bước lại một chút, khẽ cau mày. Đỉnh núi? Trong đầu cô nhanh chóng lóe lên một suy nghĩ. Không, chắc sẽ không đâu. Chỗ đó rõ ràng là dùng để diễn tập, không thể nào. Bùi Khánh Vi cảm thấy nhất định là mình nghĩ nhiều quá rồi, khẽ lắc đầu đang muốn bước ra ngoài. Kha Lỗ đã giấy ra khỏi Lâm Chí Tài, chạy đến trước mặt Bùi Khánh Vi, chặn ở cổng dây kẽm gai của sân huấn luyện. Tôi cầu xin cô, tôi cầu xin cô, tôi xin lỗi cô được không? Tôi cầu xin cô, tôi cầu xin cô. Thấy Kha Lỗ khẩn thiết như vậy, Bùi Khánh Vi chỉ có thể nói, sĩ quan huấn luyện Lâm nói đang cứu viện rồi, anh còn cầu tôi làm gì?
Tôi có lợi hại thế nào cũng không phải là thần, xin lỗi. Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, Kha Lỗ lại muốn quỳ xuống, chỉ có điều lần này bị Lâm Chí Tài nhanh tay lẹ mắt ngăn lại, nghiêm túc khuyên, anh yên tâm, người của đơn vị chúng tôi nhất định sẽ cứu mọi người an toàn ra ngoài. Kế hoạch lần này chúng tôi làm rất cẩn thận, cũng tính cả biến đổi của sương mù và hướng gió trong núi, sẽ không có bất cứ vấn đề gì đâu. Bùi Khánh Vi nghe được mấy chữ then chốt, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Cô ngẩn người ra, đỉnh núi, sương mù, hướng gió. Mấy chữ này nối tiếp nhau trong đầu cô. Một chuyện khiến cô vừa mới cảm thấy không thể nào, hình như bây giờ biến thành sự thật rồi. Có vẻ Lâm Chí Tài đã nói ý tưởng của mình với Bùi Thắng Lợi, sau đó vận dụng vào lần tác chiến này. Không, không đúng. Trên tờ bản đồ đó rõ ràng là diễn tập. Chẳng lẽ là Bùi Thắng Lợi đề phòng bị lộ nên làm phòng bị à? Đó không phải là dùng cho hai bên xanh đỏ diễn tập mà là dùng cho lần tác chiến này. Lúc điều này lướt qua đầu cô, vẻ mặt cô lập tức trở nên nghiêm trọng. Lúc đó cô cố ý đợi Lâm Chí Tài ở phòng làm việc của Bùi Thắng Lợi là để đưa phương án nhìn có vẻ như hoàn mỹ nhưng thật ra có sơ hở cực lớn này cho anh ta, để anh ta nói với Bùi Thắng Lợi. Đến lúc đó chỉ cần khi diễn tập, Bùi Thắng Lợi thất bại thì chức vị của ông ta cũng sẽ chấm dứt. Nhưng không ngờ truyền đạt thành công kế hoạch tác chiến rồi, nhưng bản đồ này lại là bản đồ tác chiến. Có nghĩa là một khi những binh lính kia lên ngọn núi đó, toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Bùi Khánh Vi siết chặt tay khiến đầu ngón tay cũng trắng bệch. Cứu, không cứu, hai suy nghĩ này đang đấu tranh trong lòng cô. Cuối cùng, cô nghiến răng quyết định từ bỏ. Người chết rồi, nói không chừng tội danh của Bùi Thắng Lợi sẽ lớn hơn, đừng nói chức vị, có khi phải vào tòa án quân sự. Cô vốn không phải là người tốt, chết người mà thôi, hơn nữa những binh lính kia cũng không phải nghe lệnh của cô mà lên núi, hoàn toàn không có bất cứ liên quan gì tới cô. Sau khi quyết định xong, Bùi Khánh Vi đi về sau núi. Kha Lỗ đứng ở cửa sân huấn luyện vẫn chưa từ bỏ ý định, hét lên với bóng lưng Bùi Khánh Vi, cho dù cô không cứu người khác, vậy cô cứu Khắc Lê đi, nó vẫn còn nhỏ như vậy, trẻ em là vô tội. Mấy chữ cuối cùng khiến Bùi Khánh Vi như bị ấn nút tạm ngừng, làm cô dừng lại ngay. Vô tội, vô tội, vô tội, mỗi lần mặc niệm trong lòng một lần, tay Bùi Khánh Vi lại không tự chủ được siết chặt hơn. Nếu như quay lại, vậy sự chịu đựng những ngày qua của cô đều uổng phí rồi. Tôi cầu xin cô, chỉ có cô là có thể giúp tôi thôi, chỉ có cô. Kha Lỗ nói đến phía sau lại thất thanh đau đớn khóc lên. Đúng vậy, bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp đám binh lính vô tội kia, bởi vì chỉ có cô biết chỗ sơ hở của địa hình. Bùi Khánh Vi nghiến răng, cau chặt mày lại. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây, 20 giây. Cuối cùng, cô nghiến răng nghiến lợi quay lại. Mẹ kiếp, nếu đám người kia vì cô mà vô tội chết oan, cô phải nợ bao nhiêu cái mạng chứ? Người lớp 6 thấy Bùi Khánh Vi vòng lại, vừa mừng vừa vui trợn to hai mắt. Nhưng Bùi Khánh Vi không đi tới trước mặt Kha Lỗ mà đứng ở trước mặt Lâm Chí Tài, lạnh giọng hỏi, là ngọn núi đó. Một câu không đầu không đuôi như vậy có lẽ người khác không hiểu, nhưng Lâm Chí Tài khẽ cau mày, cơ mật quân sự, cô không nên hỏi. Bùi Khánh Vi hít sâu một hơi, im lặng 3 giây, đột nhiên gồng người lên, túm lấy cổ áo lấy Lâm Chí Tài, ấn anh ta lên cổng dây kẽm gai. Sức cô quá lớn khiến dây kẽm gai phát ra tiếng vang cực lớn. Đám binh lính huấn luyện đều kinh ngạc há hốc mồm. Trời ơi, Bùi Khánh Vi dám chống đối lại sĩ quan huấn luyện. Đáy mắt Bùi Khánh Vi lạnh như băng, cô túm lấy cổ áo anh ta, hỏi, có phải không? Lâm Chí Tài bị biến cố bất ngờ này làm ngẩn ra, dưới khí thế của cô, anh ta không tự chủ được gật đầu nói, đúng. Đơn vị lên đường từ lúc nào? Rạng sáng hôm nay, đã liên lạc qua bộ đàm với bọn họ chưa? Tôi không biết, người của đơn vị dự bị cũng ở trong đó à? Không phải, người của đơn vị dự bị ở một điểm phục kích khác. Ở đâu? Lần này cô hỏi lại Tiến Thành. Cô nhất định phải biết đơn vị dự bị có lên ngọn núi kia không, nếu như người của đơn vị dự bị ở trên đó có lẽ còn có thể cứu được, dù sao người An Chính Đức huấn luyện ra vẫn rất có trình độ, cộng thêm lần này là An Chính Đức dẫn đội, nói không chừng lúc bọn họ tự cứu mình, đồng thời còn có thể dẫn cả người quân khu 2 theo. Nhưng nếu như hai đơn vị chia nhau ra tiến hành, vậy thì xong rồi. Lúc cô đang suy nghĩ đối sách thì nghe thấy lại Tiến Thành trả lời, ở phía tây điểm mục tiêu số 4. Lần này các binh lính suýt nữa rơi cả con người ra ngoài. Ban đầu bọn họ tưởng là tiểu đoàn trưởng lại sẽ không phản ứng với cô, bởi vì đây là phương án tác chiến, không phải là người trong kế hoạch tác chiến thì không thể biết. Nhưng không ngờ tiểu đoàn trưởng lại không chỉ nói, còn nói vô cùng cặn kẽ. Cô gái tên Bùi Khánh Vi này rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến tiểu đoàn trưởng lại coi trọng như vậy,
Bọn họ thật tình không biết Bùi Khánh Vi khiến Lại Tiến Thành rất yêu thích. Trừ trận đánh trên đảo khiến Lại Tiến Thành rất tán thưởng ra, thành tích nằm vùng của cô khi ở đội tân binh cũng rất tốt, hơn nữa có Hoàng Hạo Phong ở sau lưng bao bọc, có tầng quan hệ là vợ tương lai của tên nhóc kia, đương nhiên là điều kiện vô hạn rộng lớn rồi. Có câu một ngày là thầy cả đời là cha, Lại Tiến Thành rất mong uống được ly trà của cô con dâu này. Lại Tiến Thành đang có ảo tưởng tốt đẹp, còn Bùi Khánh Vi thì đang vô cùng căng thẳng khi nghe đến việc người của hai đơn vị chia nhau hành động. Cô buông cổ áo Lâm Chí Tài ra, dặn dò bọn họ lập tức liên lạc với bộ đàm của đơn vị dự bị và đơn vị quân khu 2. Nhưng cô chỉ là nhân viên kho, không có quyền ra lệnh cho những người này đi làm việc. Người bên cạnh Bùi Thắng Lợi và người bên cạnh Lại Tiến Thành đều đưa mắt nhìn nhau, không dám tùy ý tự tiện hành động. Lại Tiến Thành thu hồi suy nghĩ, ra lệnh cho cấp dưới, đi đi. Rõ, người kia lập tức chạy vào trong tòa văn phòng. Bầu không khí ngột ngạt lại lan ra. Một tầng mây đen vừa dày vừa nặng kéo từ phía chân trời đến, khiến người ở đây đều thấy nặng nề. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người đều đang đợi. Qua khoảng 10 phút, cấp dưới của Lại Tiến Thành vội vàng chạy tới, lo lắng nói, không biết vì sao mà không thể kết nối được với bộ đàm của bọn họ. Tin tức này lập tức khiến mọi người kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng lúc sáng sớm vẫn còn liên lạc được, sao mới 4 tiếng ngắn ngủi đã mất liên lạc rồi? Chuyện này, tôi cũng không biết, quả nhiên mất liên lạc rồi. Bùi Khánh Vi lập tức quay người đi ra ngoài, mấy người lớp 6 bị phạt đều lập tức đi theo. Bùi Khánh Vi còn chưa kịp mở miệng từ chối thì đã nghe thấy tiếng của trách của Lâm Chí Tài vang lên, các người làm gì thế, tạo phản à? Còn kỷ luật quân đội không hả? Nhưng bọn họ đều không phản ứng với anh ta. Đối với bọn họ, trừ sĩ quan huấn luyện của đội dự bị ra, sĩ quan huấn luyện của những đơn vị khác không có tư cách để quản bọn họ. Kha Lỗ như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy tới trước mặt Bùi Khánh Vi chặn cô lại, có phải cô định đi cứu đám người tộc trưởng không? Bùi Khánh Vi dửng dưng trả lời, không phải, tôi phải đi cứu binh lính quân khu 2 bị lạc ở trong núi. Kha Lỗ nghe thấy thế lập tức sụ mặt xuống, khó chịu bất an hỏi, vậy cô có thể thuận tiện cứu đám người tộc trưởng không? Tôi cầu xin cô, tôi thật sự cầu xin cô. Nói rồi anh ta lại định quỳ xuống. Bùi Khánh Vi thấy anh ta làm như vậy thì không biết phải làm sao, người của anh bị cướp biển bắt đi quá lâu rồi, tỷ lệ còn sống không lớn. Cô nói rất thẳng thắn hơn so với Lại Tiến Thành và An Chính Đức. Cái gì? Quả nhiên, câu này của Bùi Khánh Vi khiến sắc mặt Kha Lỗ trở nên tái nhợt. Thậm chí anh ta còn không chấp nhận nổi lảo đảo lui về phía sau hai bước. Bùi Khánh Vi nhìn dáng vẻ bị đả kích tới cực điểm của anh ta, lại nể tình anh ta quỳ xuống dập đầu với mình nên bồi thêm một câu, tôi sẽ cố hết sức. Kha Lỗ hơi ngẩng đầu lên, cô, không phải cô nói bọn họ đã chết rồi sao? Chỉ cần bọn họ còn sống, tôi nhất định sẽ đưa bọn họ về. Lần này cô tới đó chắc chắn phải gặp đám cướp biển, không giết hết bọn chúng thì cô sẽ không còn sống mà về được. Thật không? Cảm ơn cô. Bùi Khánh Vi không nói gì nữa, tiếp tục đi ra ngoài. Cô còn chưa ra khỏi sân huấn luyện đã nghe thấy một tiếng quát to sau lưng, Bùi Khánh Vi, cô đứng lại cho tôi. Bùi Khánh Vi cau mày, lạnh lùng nhìn Lâm Chí Tài đang cất bước đi về phía mình. Ai cho phép cô tự tiện hành động? Bây giờ chỉ là bộ đàm tạm thời không liên lạc được mà thôi, không có nghĩa là bọn họ có chuyện. Cho dù có vấn đề gì cũng không tới lượt cô xung pha chiến đấu. Lâm Chí Tài khiển trách vừa rồi anh ta bị Bùi Khánh Vi túm cổ áo ở trước mặt nhiều binh lính như vậy, thậm chí còn bất giác phải trả lời khi bị cô đe dọa, thật sự là quá mất mặt. Phan Thanh Nga nghe thấy thế, lập tức không vui. Này, anh làm sĩ quan huấn luyện mà buồn cười thật đấy, chị Khánh Vi tìm người giúp mọi người, anh không cảm ơn cũng thôi đi, còn nói như vậy. Cái gì gọi là không tới lượt chị ấy xông pha chiến đấu? Lâm Chí Tài nghiêm túc nói, cô ấy chỉ là một lính giữ kho, không có kinh nghiệm tác chiến, cũng không có mệnh lệnh của cấp trên, cô ấy không thể đi. Tại anh không có vấn đề chứ, không có kinh nghiệm tác chiến. Lời anh ta vừa nói anh không nghe được à? Phan Thanh Nga chỉ Kha Lỗ đứng ở bên cạnh, sau đó lại nói, so với mọi người, kinh nghiệm đối phó với cướp biển của chị Khánh Vi nhiều hơn. Chị ấy là người đánh thắng trận. Không sai, không sai. Kha Lỗ liên tục gật đầu tán thành. Nhưng Lâm Chí Tài không hề thay đổi quyết định của mình, lần này chưa chắc. Cô ấy không biết kế hoạch tác chiến của chúng tôi, xông vào rất dễ bị ngộ thương. Kha Lỗ thấy anh ta cái này không được, cái kia cũng không được, lập tức nóng nảy, này cái anh sĩ quan huấn luyện kia, anh làm sao thế hả? Đơn vị các anh chỉ hoãn không chịu cứu người, bây giờ còn ngăn cản người khác. Rốt cuộc các người muốn thế nào? Chúng tôi không nói không đi cứu người,
mà là phải phục tùng sắp xếp của cấp trên. Nếu như binh lính nào cũng không kỷ luật như cô ấy thì không phải là quân đội nữa rồi. Sắp xếp, đợi các người sắp xếp xong thì người ta chết hết rồi. Còn không bằng để Bùi Khánh Vi xông vào cứu người. Anh tưởng cô ấy xông vào cứu đám người kia là xong à? Anh có biết cô ấy đi như vậy rất dễ làm loạn tất cả kế hoạch tác chiến không? Một khi bọn cướp biển trốn thoát, đến lúc đó sẽ có nhiều người vô tội bị giết hại giống mọi người hơn. Bùi Khánh Vi thấy phiền, đứng ra nói, được, tôi có thể không đi, nhưng tôi nói cho anh biết, chỉ có cơ hội lần này thôi, nếu như đến lúc đó toàn bộ binh lính của các người bị lạc ở trong núi thì đừng có quỳ xuống cầu xin tôi giống như anh ta. Giọng cô giống như đang trần thuật một sự thật, nhưng như vậy lại khiến Lâm Chí Tài cảm thấy nữ binh này quá kiêu căng. Rốt cuộc làm sao kiểu lính này lại tồn tại được ở đơn vị dự bị? Dù cô đã từng đánh cướp biển thì đã sao? Tình hình mỗi lần tác chiến đều khác nhau, cô có gì để chắc chắn là mình có thể cứu được người ra? Lâm Chí Tài lớn tiếng chất vấn. So sánh với sự tức giận của anh ta, Bùi Khánh Vi vô cùng bình tĩnh, bởi vì lớp 6 đã từng trải qua hoàn cảnh huấn luyện giống như vậy. Cô nói xong, đám người Châu Trấn Đông đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Cô nói giống sương mù và lần chúng ta bị lạc trong núi ở nơi đó sao? Ừ, hoàn cảnh địa lý không khác nhau lắm. Cô có thể khẳng định không? Sắc mặt Kiều duy nhất thay đổi, bởi vì nếu quả thật là như vậy thì khi trời mưa rất có thể sẽ sạt lở. Mọi người gật đầu phụ họa. Bùi Khánh Vi khẽ thở dài, quay sang nói với Lê Phương Ly, may mà có cậu nhắc nhở. Hôm đó Lê Phương Ly cầm bia đứng ở cửa ký túc xá của cô nói sương mù nơi này làm cô ấy nhớ lại hải đảo, vừa rồi đột nhiên cô đã nghĩ ra. Đây cũng là nguyên nhân lớn khiến cô đổi ý. Nếu có sự nhắc nhở của tôi, vậy lần cứu viện này tôi nhất định phải tham gia. Lê Phương Ly lạnh lùng nói. Bùi Khánh Vi không nhịn được khẽ cau mày lại. Còn em nữa, em cũng đi. Phan Thanh Nga giơ tay. Anh đây cũng phải đi. Châu Trấn Đông cũng lên tiếng. Còn tôi nữa, tôi cũng đi. Kiều Duy Nhất và Thi Ngọc Anh cũng trước sau lên tiếng. Chỉ có Uông Tuấn Dũng không nói gì, im lặng giống như đang suy nghĩ. Bùi Khánh Vi quét mắt qua Uông Tuấn Dũng, còn chưa đợi anh ta mở miệng đã nói, tôi không cần mọi người đi theo, mọi người sẽ liên lụy đến tôi. Tại sao chứ, chỉ Khánh Vi, em. Bùi Khánh Vi ngắt lời, tôi chỉ cần dẫn bọn họ ra khỏi ngọn núi đó là được rồi, nhưng mọi người đi theo tôi nhiều như vậy, mục tiêu quá lớn, rất dễ bại lộ. Lâm Chí Tài bị lạnh nhạt, thấy bọn họ chỉ mải nói chuyện với nhau thì lại nói với Bùi Khánh Vi, không được. Cô là lính của quân khu 2, không có mệnh lệnh thì tuyệt đối không thể tự tiện hành động. Bùi Khánh Vi đã mất hết kiên nhẫn với anh ta, chỉ có lúc tôi muốn, tôi mới là binh lính của quân khu 2. Lâm Chí Tài ngẩn ra, trong mắt cô còn có sư đoàn trưởng, còn có đơn vị không hả? Đúng là vô tổ chức. Bùi Khánh Vi cười lạnh, rốt cuộc anh có tư cách gì khiển trách tôi, đề xuất lên núi lần này là anh nộp lên, nếu như đám người này chết hết ở trên ngọn núi kia, anh tưởng là anh còn có thể làm sĩ quan huấn luyện nữa à? Cô nói xong, Bùi Thắng Lợi đã hơi lảo đảo. Đợt tác chiến này mặc dù có đề nghị của Lâm Chí Tài, nhưng không có sự đồng ý của ông ta, phần kế hoạch tác chiến cũng sẽ không được thực hiện. Nếu như đám người kia thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì chức sư đoàn trưởng của ông ta cũng chấm dứt. Sắc mặt Bùi Thắng Lợi tái đi, lòng bàn tay vì căng thẳng mà toát mồ hôi. Bùi Khánh Vi hờ hững quét mắt qua ông ta. Hừ, kế hoạch này mặc dù thất bại, nhưng cũng không thể bỏ qua tất cả cơ hội khiến Bùi Thắng Lợi sợ hãi. Tốt nhất có thể dọa chết ông ta. Lâm Chí Tài vẫn bình tĩnh, nói năng mạnh mẽ. Cô yên tâm, chuyện này nếu là do tôi làm, tôi sẽ chủ động yêu cầu sư đoàn trưởng để tôi đi cứu. Nhưng cô không thể đi. Binh lính quân khu 2 chúng tôi không cần được cứu bởi một nữ binh không dám cầm súng. Bùi Khánh Vi cười chế giễu, yên tâm, cho dù tôi không cầm súng cũng có thể cứu bọn họ. Cuồng vọng, Lâm Chí Tài hiển nhiên không tin lời cô. Tôi chỉ đưa đám binh lính kia xuống núi, còn những điều khác tôi sẽ không quan tâm. Cô tưởng cô mặc kệ là được à? Một khi bị cướp biển phát hiện, đến lúc đó cô sẽ không thể không bị cuốn vào trong đó. Cô không thể cầm súng, cô lấy cái gì bảo đảm an toàn tính mạng của mình? Được rồi, mọi người cứ cãi nhau như vậy cũng không phải là cách. Lại Tiến Thành xem kịch đủ lâu rồi mới lên tiếng. Cô muốn đi cứu à? Lại Tiến Thành đi tới trước mặt Bùi Khánh Vi, nghiêm túc hỏi, trong ánh mắt ông dường như có ý tứ khác. Bùi Khánh Vi biết chuyện cầm súng không thể lừa ông ta được. Nhưng biết rõ mà ông ta không vạch trần, hơn nữa còn có thể hỏi cô như vậy, hiển nhiên là ông ta hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ càng, ngộ nhỡ bị Bùi Thắng Lợi phát hiện, cô có thể không chống đỡ được hậu quả. Vâng, cô gật đầu, được, tôi đồng ý để cô đi. Nhưng ba người Uông Tuấn Dũng,
Lê Phương Ly và Phạm Trung Kiên phải đi cùng cô. Ba người đi cùng cô, vậy há chẳng phải là cô dẫn theo ba phiền toái à? Bùi Khánh Vi cau mày lại, hiển nhiên là không muốn đồng ý. Lại Tiến Thành giải thích, hai người bọn họ, một người đã từng kề vai chiến đấu với cô, một người là lính mũi nhọn lớp 1, còn một người chính là sĩ quan huấn luyện cũ của cô, có ba người bọn họ đi cùng, tôi tương đối yên tâm. Yên tâm? Bùi Khánh Vi không hiểu, ông ta đang nghi ngờ năng lực của mình sao? Lại Tiến Thành thấy cô không vui thì thấp giọng, nói chỉ đủ để hai người nghe được, cô quá tự phụ, lúc gặp phải chuyện sẽ không từ một thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc khiến mình thương tích khắp người. Nếu như tên nhóc kia biết tôi ném cô vào chỗ nguy hiểm như vậy, cậu ta sẽ lật tung đơn vị dự bị lên. Một mình Lê Phương Ly không áp chế được cô, nhưng tôi nghĩ thêm hai người nữa sẽ có thể áp chế được. Sắc mặt Bùi Khánh Vi tối sầm lại, thì ra không phải giúp cô, mà là đi giám sát cô. Con cáo già này, nhưng đúng lúc này, Lâm Chí Tài lại đột nhiên nói, tôi không đồng ý. Anh ta đi tới trước mặt Bùi Thắng Lợi, nói dõng dạc, sư đoàn trưởng, lần này là lỗi của tôi mới khiến binh lính quân khu 2 mất liên lạc, cho nên tôi muốn tôi và lớp 2 đi cứu bọn họ. Bùi Thắng Lợi nặng nề nói, không sai, lần này mất liên lạc là do chúng ta làm không tốt, nên do chúng ta tự giải quyết, tạm thời chưa phiền đến đơn vị dự bị. Nhưng trước lúc này, ông ta dừng một chút, chuyển tầm mắt lên người Bùi Khánh Vi, có phải hai người nên giải thích với tôi không? Bùi Khánh Vi khẽ cau mày lại, chỉ cảm thấy hình như có điều không ổn. Lâm Chí Tài lớn tiếng nói, sư đoàn trưởng, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi, là tôi không tính chính xác được hướng gió và thời tiết, khiến binh lính quân khu 2 bị lạc phương hướng, tiến vào góc chết, khiến thiết bị xảy ra vấn đề. Chuyện này tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Bùi Thắng Lợi nói xong, không hề chớp mắt nhìn Bùi Khánh Vi, giọng nói u ám. Sao cô biết lần này chúng tôi tập kích ở trên núi? Tôi không nhớ tôi đã nói kế hoạch tác chiến với cô. Bùi Khánh Vi hít một hơi thật sâu, chưa kịp nói thì Lâm Chí Tài đã cướp lời, là do tôi. Lần trước tôi vào phòng làm việc của sư đoàn trưởng xem bản đồ địa hình bị Bùi Khánh Vi bắt gặp. Khi đó cô ấy bảo tôi mau rời đi, tôi vì muốn xem bản đồ địa hình thêm một lúc nên cố ý nói chuyện với cô ấy, rồi không tự chủ được mà thảo luận. Bùi Khánh Vi kinh ngạc, anh ta làm gì thế? Tại sao phải ôm lỗi lên người mình, hơn nữa lại còn dùng lý do tệ như vậy? Rốt cuộc anh ta có biết lén vào phòng làm việc của sư đoàn trưởng không chỉ đơn giản là cách chức ghi lỗi thôi không? Cuối cùng là bàn ra phương án này. Sắc mặt Bùi Thắng Lợi trở nên xanh mét. Lâm Chí Tài nói dõng dạc, là lỗi của tôi, xin sư đoàn trưởng trách phạt. Trách phạt? Lần này tổng cộng có 4 lớp, tính mạng của binh lính 4 lớp là thứ một câu trách phạt có thể xong sao? Hai người nhất định phải giải quyết chuyện này. Rõ. Lâm Chí Tài đứng thẳng người, lớn tiếng đáp, sau đó nói với lớp 2 trong sân huấn luyện, lớp 2 bước ra khỏi hàng. Bây giờ tất cả mọi người lập tức cùng tôi lên đường. Lâm Chí Tài nói xong, dẫn đầu nhanh chóng chạy ra khỏi sân huấn luyện. Bùi Khánh Vi vô cùng đau đầu. Mẹ kiếp, cô vốn định đi một mình, sau đó dẫn đám người kia từ trên núi xuống là xong, lần này làm lớn như vậy, thật sự nghĩ cướp biển bị mù à? Chúng tôi cũng phải đi. Châu Chấn Đông vẫn chưa từ bỏ ý định. Bùi Thắng Lợi uy nghiêm nhìn bóng lưng các binh lính của mình, nói, tôi nói rồi, đây là chuyện của quân khu 2. Lần này quân khu 2 xảy ra sơ suất lớn như vậy, nếu như bọn họ không sửa chữa lỗi lầm này mà để cho đơn vị dự bị giúp, vậy thì mặt mũi ông ta để ở đâu? Nhưng bây giờ đơn vị dự bị chúng tôi cũng bị mất liên lạc. Kiều Duy Nhất đút hai tay trong túi quần, dây dưa không chịu buông. Đó là chuyện của đơn vị các cậu nên tìm tiểu đoàn trưởng lại. Tất cả mọi người đều phóng tầm mắt lên người Lại Tiến Thành. Lại Tiến Thành nhìn bọn họ, dừng lại mấy giây rồi mới lên tiếng. Lần này là đơn vị dự bị và đơn vị quân khu 2 cùng tác chiến, không phân biệt bên nào với bên nào. Tôi thấy sư đoàn trưởng Bùi để mấy binh lính này cùng đi đi, dù sao bọn họ cũng từng trải qua hoàn cảnh huấn luyện tương tự, dễ hiểu rõ tình hình hơn binh lính quân khu 2. Bùi Thắng Lợi vốn chỉ muốn dùng Lại Tiến Thành làm bia đỡ đạn, nhưng không ngờ Lại Tiến Thành lại nói như vậy. Ông ta lập tức cảm thấy không vui. Lại Tiến Thành nói tiếp, anh cũng không hy vọng lính của mình xảy ra chuyện đúng không? Bùi Thắng Lợi suy nghĩ một lát, giữa mạng người và thể diện, ông ta vẫn chọn mạng người. Ông ta gật đầu nói, được rồi, hy vọng mọi người có thể thuận lợi quay trở về. Cổ Tần Linh đừng đi. Trước khi đội ngũ rời đi, Bùi Khánh Vi đột nhiên nói với Cổ Tần Linh ở phía sau. Tại sao? Cổ Tần Linh không hiểu, cậu đã từng gặp sạt lở, với tính cách của cậu, nhất định là có biến chứng sau khi bị thương. Bây giờ Bùi Khánh Vi chỉ muốn đá hết đám người này đi. Tiểu đoàn trưởng, tôi thì sao? Tôi là binh lính của đơn vị dự bị, thầy không thể thiên vị như vậy được.
tôi mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy, tại sao không cho tôi đi? Lại Tiến Thành nghiêm túc nói, cô nên nghĩ sao lần này sĩ quan huấn luyện An không cho cô đi thì hơn. Tại sao? Trương Hoài Nhung cũng không hiểu chuyện này. Lần này trừ đám người Châu Chấn Đông làm sai chuyện bị ở lại đơn vị ra, những người còn lại đều đi hết. Nhưng cô ta không làm sai cái gì, tại sao cũng phải ở lại? Không nghĩ ra thì tiếp tục nghĩ, nghĩ đến khi hiểu mới thôi. Lại Tiến Thành cảm thấy có lẽ những lính mũi nhọn của lớp 1 rất xuất sắc ở mặt huấn luyện thể năng, nhưng đã quên mất một số điều đối nhân xử thế cơ bản nhất. Lại Tiến Thành rời đi, Phan Thanh Nga đắc ý nói với Trương Hoài Nhung mấy câu rồi cũng lập tức đi theo đơn vị. Tất cả mọi người nai nịt gọn gàng rồi di chuyển đến bến tàu, lên thuyền. Vị trí căn cứ của bọn họ là một hòn đảo nhỏ cách chỗ cướp biển không xa, cho nên nhất định phải đi thuyền tới. Đây cũng là nguyên nhân Bùi Khánh Vi không đợi đến tối mới hành động đơn độc. Cô không biết đường biển, lại trộm thuyền ở căn cứ, ngộ nhỡ gây ra ngộ thương không cần thiết sẽ không hay. Cô không muốn chết trước khi xuất quân đâu. Tốt quá rồi chị Khánh Vi, chúng ta lại có thể cùng nhau kề vai chiến đấu rồi. Phan Thanh Nga vừa lên thuyền đã chạy tới trước mặt Bùi Khánh Vi, vui vẻ nói. Bùi Khánh Vi cau mày lại, nhìn biển cả vô tận, mỗi lần tác chiến đều sẽ có người bị thương và mất mạng, đây không phải là chuyện đáng để vui. Chỗ cô chọn lần này rất nguy hiểm à? Kiều Duy Nhất dựa vào thành thuyền, hỏi. Đúng là hơi phức tạp. Bùi Khánh Vi thở dài một hơi, nhức đầu day chán. Lê Phương Ly nhìn cô chằm chằm, có nguy hiểm hơn lần trước không? Hoàn cảnh địa lý mặc dù như nhau, nhưng đỉnh núi nhiều gấp đôi. Bùi Khánh Vi nói thẳng. Lê Phương Ly khẽ cau mày, dừng lại 2 giây rồi mới nói, tôi hỏi là có nguy hiểm hơn lần trước không? Bùi Khánh Vi, cướp biển cộng thêm sương mù và khả năng sạt lở, anh nói xem có nguy hiểm không? Mọi người lập tức im lặng. Đúng lúc này, Ngô Quý Dương và Mao Hồng Văn đi tới. Hai người cười xoa xoa tay, lúng túng nói, chị Khánh Vi, trước kia mấy người chúng tôi không hiểu chuyện, chị đừng để ý nhé, đùa thôi chị đừng coi là thật. Phan Thanh Nga nhảy lên, chị Khánh Vi cái gì, chị Khánh Vi là tôi gọi, anh không được gọi. Bùi Khánh Vi lắc đầu, tôi không để ý. Vậy lần trước Dương Thành Thực nổi giận với cô cũng đừng để ý nhé. Ngô Quý Dương vội vàng bồi thêm, Bùi Khánh Vi cảm thấy bây giờ đã rất phiền rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn nói với bọn họ, không đâu. Ngô Quý Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm, gào lên về một phía, Dương Thành Thực, Dương Thành Thực, chị Khánh Vi nói không để ý, cậu mau qua đây đi. Quả nhiên Dương Thành Thực đang đứng ở đó. Lúc thấy Bùi Khánh Vi nhìn mình, anh ta lạnh lùng nói, tôi không quan tâm cô ấy có để ý không đâu. Bùi Khánh Vi cảm thấy đám người này thật ồn ào nên cô dứt khoát đi vào bên trong khoang thuyền. Cô đi đâu thế, Tiểu Vi Tử, đi sửa chữa sai lầm. Bên trong khoang thuyền, tất cả lớp 2 đều ngồi im ở đó. Bùi Khánh Vi đi vào thấy Lâm Chí Tài đang đứng ở trước bàn xem một tấm bản đồ địa hình. Cô ngồi đây chứ? Mấy người Ngô Quý Dương đi theo sau nhìn thấy tình hình trong khoang thuyền, chủ động mời Bùi Khánh Vi ngồi với bọn họ. Ai muốn ngồi với mấy người? Phan Thanh Nga đi vào theo nghe thấy lời Ngô Quý Dương thì lẩm bẩm, sau đó nói với Bùi Khánh Vi, chị Khánh Vi, chúng ta ngồi bên đó đi. Không cần, mọi người ngồi đi. Bùi Khánh Vi từ chối, đi tới trước mặt Lâm Chí Tài ngay trước mắt mọi người. Nhóm người Châu Chấn Đông sợ Bùi Khánh Vi bị thua thiệt nên lập tức đi theo cô. Lâm Chí Tài thấy bọn họ xem bản đồ địa hình, tưởng là bọn họ lo lắng cho đơn vị dự bị nên nói, nếu sư đoàn trưởng đã nói lần tác chiến này không phân biệt bên nào với bên nào thì mọi người yên tâm. Sau khi cứu đơn vị quân khu 2 thành công, tôi sẽ lập tức phái người đi cứu người của đội dự bị. Châu Chấn Đông hừ mũi, cúi đầu nhìn khu vực mục tiêu số 4, nói, đơn vị dự bị không cần cứu đâu. Nếu ngay cả chuyện nhỏ như mất liên lạc mà An Chính Đức không làm được thì chức sĩ quan huấn luyện này coi như chấm dứt rồi. Không sai, Phan Thanh Nga cũng gật đầu. Lâm Chí Tài sầm mặt lại, các người có phải là lính của đơn vị dự bị không hả? Không lo lắng đơn vị mất liên lạc mà còn mong đợi, sao đơn vị dự bị lại dạy ra loại lính như các người hả? Điểm mục tiêu số 4 sẽ không có vấn đề, chỗ bọn họ chọn không tới 2 tiếng nữa là sương mù sẽ tan đi, anh cứ lo cho quân khu 2 của anh đi. Bùi Khánh Vi nhìn bản đồ địa hình trên bàn, nói, sao cô có thể khẳng định như vậy? Nhìn hướng gió, Bùi Khánh Vi vẫn giống như lần trước, gõ lên mấy mũi tên ký hiệu hướng gió trên bản đồ. Lần này Lâm Chí Tài sẽ không mắc lừa nữa, lần trước chính cái dáng vẻ này của cô làm anh ta tin tưởng lời cô, biến cục diện thành như bây giờ. Nếu như nhìn hướng gió, vậy sương mù ở chỗ quân khu 2 chúng tôi phải tan nhanh hơn mới đúng. Bùi Khánh Vi chỉ 3 ngọn núi lớn trên bản đồ, lợi dụng hướng gió làm tan sương mù thì đúng. Nhưng anh chưa nhìn rõ địa hình của nơi này, 4 bề là núi, sương mù theo hướng gió chỉ lượn vòng trong này, không tan đi được. Lâm Chí Tài nhìn kỹ,
đúng là như vậy. Vậy tại sao lúc ấy cô không nói với tôi? Anh ta tức giận chất vấn. Tiếng quát mắng của anh ta thu hút ánh mắt của tất cả các binh lính cách đó không xa, cả khoang thuyền đều yên tĩnh. Ánh mắt Bùi Khánh Vi sầm xuống. Ha, cuối cùng đề tài chính cũng đến rồi. Cô khẽ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra chút lạnh lùng. Tôi nhớ lúc đó tôi cũng nói mình chỉ tùy tiện nói thế mà thôi, là anh lấy lời nói tùy tiện của tôi làm thành phương án khả thi. Nếu không có năng lực, sao còn vơ vào mình? Lời nói của cô giống như gáo nước lạnh dập tắt cơn giận của anh ta. Lâm Chí Tài im lặng, Bùi Khánh Vi cố ý thăm dò. Có điều, anh hoàn toàn có thể đẩy chuyện này cho tôi, cần gì phải ôm vào mình đi mạo hiểm. Tình hình bên đó rất phức tạp, thời tiết xấu cộng thêm cướp biển xuất quỷ nhập thần, rất dễ bỏ mạng. Lâm Chí Tài hừ lạnh, tôi không có thói quen để nữ binh chịu trận thay. Đàn ông dám làm dám chịu, là lỗi của tôi thì là lỗi của tôi. Còn nữa, tôi là quân nhân, vì quân trang mà bỏ mạng là vinh quang của tôi. Anh ta nói vô cùng hùng hồn. Bùi Thắng Lợi lại còn có thể dạy ra một người lính chính trực như vậy, đúng là hiếm lạ. Cô vốn tưởng là Lâm Chí Tài nói lời đó ở trước mặt Bùi Thắng Lợi là che giấu cho mình, sau đó tính sổ sau, không ngờ là cô đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lần này tổng cộng phái ra ngoài bao nhiêu người? 4 lớp, 120 người. Lần này người của đơn vị quân khu 2 đóng vai trò gì trong chiến dịch này? Tiêu diệt cướp biển ở các khu vực giải rác xung quanh cho đơn vị dự bị. Anh ta lấy bút vạch ra khu vực phạm vi hoạt động của cướp biển cho cô, nói một số tình hình của lần tác chiến này. Số lượng cướp biển thì sao? Bùi Khánh Vi nhìn kỹ ký hiệu trên bản đồ địa hình, tiếp tục hỏi. Cộng lại cũng hơn 100 tên, hơn 100 tên. Bút trong tay Bùi Khánh Vi hơi khựng lại, cô liếc anh ta, mọi người thật là công bằng. Tập kích còn phải dùng hơn 100 binh lính, đúng là quá sức chịu đựng mà. Bùi Khánh Vi cúi đầu vẽ vẽ viết viết lên bản đồ. Mấy người Châu Chấn Đông đứng ở cạnh bàn nhìn cái bản đồ địa hình dày rít kia đã sớm hoa mắt rồi. Trừ Lê Phương Ly và Uông Tuấn Dũng còn có thể thỉnh thoảng nói chen vào vài câu ra, những người khác không hề cơ hội mở miệng. Bây giờ tốt nhất anh hãy cầu nguyện bọn họ vẫn chưa nổ súng về phía đám cướp biển kia đi. Sau khi nghiên cứu, Bùi Khánh Vi đặt bút trong tay xuống, nói, tại sao? Bởi vì ở hoàn cảnh này, mọi người không thể đánh lại bọn chúng. Lâm Chí Tài lắc đầu, phản bác, không thể nào. Dù hoàn cảnh bất lợi với chúng tôi nhưng lúc đầu cô đã nói địa thế của chúng ta cao, cộng thêm khả năng ẩn nấp tốt, sẽ dễ đánh hơn. Vậy nếu như bọn chúng không đánh thì sao? Bùi Khánh Vi khẽ mỉm cười với anh ta. Lâm Chí Tài ngẩn ra, cô có ý gì? Lúc này ngay cả Lê Phương Ly và Uông Tuấn Dũng cũng không hiểu lời cô. Làm sao có thể sẽ không đánh? Bùi Khánh Vi lại cầm bút lên khoanh mấy điểm núi, cùng với tất cả ký hiệu nguồn nước màu xanh ra trời. Tất cả binh lực của mọi người đều tập trung ở trên núi. Bọn chúng chỉ cần chặn mấy cửa khẩu lại và cả nguồn nước nữa thì không cần đánh, bọn chúng cũng thắng. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới điều này. Cắt nguồn nước, chặn cửa khẩu, giam bọn họ ở trong đó, không có đồ ăn còn miễn cưỡng, nhưng không có nước uống, không quá 3 ngày, chắc chắn đám người này sẽ phải đầu hàng. Đến lúc đó cướp biển không phí một viên đạn nào cũng có thể dễ dàng bắt người. Nghĩ tới đây, Lâm Chí Tài chỉ cảm thấy sống lưng mình rét lạnh. Chuyện này còn kinh khủng hơn bị lạc ở trong núi. Không thể nào, cướp biển sẽ thông minh biết dùng chiêu này à? Châu Chấn Đông hỏi. Không thể, cướp biển xảo quyệt hơn chúng ta nhiều. Trong khi bao vây, thậm chí chúng còn lợi dụng bọn họ làm mồi dụ để chúng ta cứu viện, sau đó phục kích chúng ta. Bùi Khánh Vi nhìn bản đồ, giọng nói nặng nề, cho nên, bị lạc đường sạt lở đều không phải chuyện tồi tệ nhất là gặp phải cướp biển trong tình hình này. Vậy thì xác suất sống sót của bọn họ là 50%, chúng ta là 25%. Tại sao chúng ta lại thấp hơn bọn họ? Thi Ngọc Anh cau mày hỏi. Bởi vì bọn chúng sẽ không lập tức giết chết mồi nhử, nhưng chúng ta là cứu viện, hết nhóm này đến nhóm khác, liên tục không ngừng, phải lập tức giết chết ngay. Kiều Duy Nhất giải thích thay Bùi Khánh Vi, tôi đã nói hết tất cả các khả năng rồi, nếu như không muốn tham gia, bây giờ rút khỏi vẫn còn kịp. Bùi Khánh Vi cảm thấy đã đạt được hiệu quả, đến lúc để đám người này biết khó mà lui rồi. Nhưng mà, chẳng có tác dụng gì. Tôi không rút lui đâu. Cùng lắm thì đánh nhau chính diện. Gần đây kỹ thuật bắn súng của tôi không tệ. Tiểu Vi Tử cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không gây trở ngại cho cô đâu. Châu Chấn Đông tự tin nói. Chị Khánh Vi, em cũng chắc chắn không gây cản trở cho chị. Chị đã từng nói làm lính không thể đào mũ rồi. Những người còn lại cũng đồng loạt vung cánh tay lên đáp lại. Đúng, không làm lính đào mũ. Không sai, làm gì cũng không thể làm lính đào mũ. Nghe bọn họ hò hét, lúc này Bùi Khánh Vi thật sự muốn ném hai người này xuống biển nuôi cá mập.
Bây giờ tất cả mọi người kiểm tra trang bị, lập tức ẩn nấp lên bờ. Lâm Chí Tài quát, trong nháy mắt tất cả binh lính đều đứng lên. Rõ. Tập 23 đến đây là hết rồi, chuyện sẽ có thêm tình tiết gì nữa thì chúng ta cùng chờ nghe ở tập sau nhé. Còn giờ thì bye bye mọi người.